Đêm tân hôn, tân lang đã ép buộc một nô tỳ ngủ cùng mình, không hề biết rằng tân nương đang tức giận đến nơi. Chẳng mấy chốc tân nương sẽ bước vào, trong khi tân lang vẫn đang thỏa sức tận hưởng. Nhưng khi tân nương xông vào phòng, cô chỉ thấy mình tân lang ngồi một mình trong phòng, còn nô tỳ kia đã sớm được tân lang đưa đi qua cửa sổ. Nô tỳ tên là Tạ Uẩn, trước đây là người nổi tiếng nhất tại Ngọc Thành, tân lang là con nuôi nhà Tiêu tên Yên Tắc và Tạ Uẩn từng là bạn thời thơ ấu của nhau. Nhưng không như ý, Tạ Uẩn đột ngột hủy hôn với Yên Tắc và lập tức cưới Yên Tề. Tuy nhiên, sau khi cưới, nhà họ Tạ bị gán cho tội danh thông đồng với phản quân Yên Tề, chủ nhà Tạ do sợ tội mà tự sát và những người nhà khác đều bị đẩy ải ra biên giới. Trên đường đi, họ bất ngờ bị những người mặc đen ám sát. Trong cuộc chiến, Tạ Uẩn không may lăn xuống dốc núi. Khi cô trở lại, cô phát hiện tất cả những người nhà đều đã bị giết, cả mẹ và anh trai của mình cũng mất tích. Điều làm cô sốc nhất là kẻ ám sát họ lại chính là Yên Tắc, và giờ đây anh ta không còn là con nuôi nhà Tiêu nữa, mà là thành chủ của Bạch Ngọc Thành. Yên Tắc muốn trả thù Tạ Uẩn vì đã phản bội mình, anh ta cho cô làm nô lệ trong 3 năm và sau 3 năm sẽ cho cô tự do để đoàn tụ với gia đình. Nhưng suốt 3 năm đó, cô sống trong đau khổ, chịu đựng sự ngược đãi của thành chủ. Cuối cùng cũng đến ngày cuối cùng. Cô nghĩ rằng mình cuối cùng đã có thể được giải thoát, nhưng ai ngờ, thành chủ lại tìm đủ mọi cách để làm khó dễ cô. Cô ý treo lệnh xuất thành vào ngực Tạ Uẩn và nói, lệnh xuất thành đã cho ngươi, cửa phủ đã mở, còn ngươi có thể sống sót ra khỏi đây hay không, tùy vào ngươi. Để có thể thoát khỏi cái địa ngục quỷ quái này, Tạ Uẩn liều mạng chạy về phía cổng, trong khi thành chủ và phu nhân thành chủ đã sẵn sàng cung tên để bắn chết cô. Tạ Uẩn không thể ngờ được rằng người từng yêu thương mình lại có thể tàn nhẫn đến như vậy. Nhưng cô không còn thời gian để buồn, chỉ có thể tiếp tục chạy về phía cổng. Chủ thành bắn mất một chiếc kẹp tóc trên đầu cô, muốn khiến cô sợ hãi, nhưng không ngờ rằng điều Tạ Uẩn cảm nhận được nhiều hơn cả là sự hận thù. Cô chỉ muốn rời khỏi phủ thành chủ ngay lập tức. Nhưng để ngăn cô chạy ra ngoài, thành chủ bắn một mũi tên về phía cô, Tạ Uẩn lập tức ngã xuống đất và lệnh bài cũng rơi xuống không xa đó. Trong khi cổng phủ từ từ đóng lại, cô biết rằng mình không còn cơ hội để ra khỏi thành nữa. Dù lúc nãy thành chủ chỉ trúng vào váy của cô, Tạ Uẩn vẫn không cam lòng, cố gắng với tay để lấy lại lệnh bài. Thấy cô vẫn không chịu từ bỏ, thành chủ quyết định bắn thủng lệnh bài, khiến cô hoàn toàn tuyệt vọng. Tạ Uẩn không hiểu tại sao thành chủ lại không chịu buông tha cho cô. Chúng ta đã thỏa thuận, ta ở phủ này 3 năm làm nô lệ, đến hạn, anh phải thả ta và gia đình ta. Muốn rời khỏi đây, phải do ta đồng ý, nếu không thì ngươi sẽ ở lại phủ này từng ngày, từng giờ, từng phút. Cô phải làm nô lệ, nói xong thành chủ liền bắt Tạ Uẩn quỳ xuống nhận hình phạt, bản thân ông ta cùng phu nhân thành chủ đi tuần thành. Tạ Uẩn không dám chống đối thành chủ, đành phải quỳ ở đó, nhưng khi thành chủ trở về, anh ta lại bị thương nặng, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Vị đại y khó khăn lắm mới cứu được anh ta, nhưng không ngờ lại gây ra độc hàn, liệu có thể qua khỏi đêm nay hay không còn phải xem. Nhưng do phu nhân thành chủ sợ máu, cô ta đã ngất xỉu ngay lập tức, không thể chăm sóc thành chủ, còn quản gia phải quản lý việc to nhỏ trong phủ, tự nhiên cũng bất lực. Bây giờ, người duy nhất có thể tìm đến chỉ có Tạ Uẩn mà thôi. Trong toàn bộ phủ thành chủ, người duy nhất ta có thể tin tưởng cũng chỉ có Tạ cô nương mà thôi. Cô có sẵn lòng không đi chăm sóc ngài thành chủ? Lúc này trời bắt đầu rơi tuyết lớn, Tạ Uẩn suy nghĩ một lúc rồi vẫn đến phòng, nhìn Yên Tắc đang nằm trên giường bệnh. Lúc này vì vết thương đau đớn khiến anh ta nhăn mày liên tục, miệng vẫn nói lạnh, Tạ Uẩn dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve Yên Tắc dịu lại một chút. Những đô tỳ bên cạnh Tạ Uẩn đã rời đi trước, cô ấy thổi tắt nến rồi cầm chai rượu uống hết một chai, sau đó cởi áo ngoài, cô dùng thân nhiệt của mình làm ấm dần thân nhiệt của Yên Tắc. Năm xưa, Yên Tắc nói rằng mình đã nấu rượu, hẹn rằng khi kết hôn sẽ mời mọi người cùng uống. Nhưng Tạ Uẩn quay lưng với Yên Tắc nói rằng họ không còn liên lạc trong kiếp này nữa, Tạ Uẩn hủy hôn khiến Yên Tắc không thể chấp nhận. Tạ Uẩn biết rằng mình đã làm tổn thương Yên Tắc, có lẽ chỉ có giây phút này, Yên Tắc mới thực sự thuộc về mình. Năm đó, Yên Tắc quỳ ở cửa vì trời quá lạnh, trực tiếp ngất đi. Tạ Uẩn cứu Yên Tắc bây giờ là để trả nợ, từ sau này họ sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Đến sáng hôm sau, khi Yên Tắc tỉnh dậy thì thấy Tiêu Bảo Bảo ở bên cạnh mình, nhưng anh ta rõ ràng cảm thấy hôm qua là Tạ Uẩn luôn ở bên cạnh, tại sao sáng dậy lại không thấy ai. Sau đó, anh ta gọi người quản gia đến hỏi về chỗ của Tạ Uẩn hôm qua, nhìn thấy Tiêu Bảo Bảo bên cạnh, anh ta không dám nói sự thật. Tiêu Bảo Bảo còn nói rằng mình đã ở bên cạnh anh suốt đêm, nhưng Yên Tắc chắc chắn không tin, bởi vì Tiêu Bảo Bảo sợ máu. Kỳ Nhiên đến tìm Yên Tắc và thông báo rằng sự việc lần này là do Đậu Gia làm, bình thường họ không tham gia vào cuộc chiến này, cũng không biết vì sao lại coi Yên Tắc là kẻ thù. Kỳ Nhiên nhìn Tạ Uẩn hiện tại rất là xót xa, dù sao họ từng là bạn bè. Yên Tắc hỏi Tạ Uẩn khi mình cần người nhất thì cô ấy ở đâu, Tạ Uẩn nói rằng bên cạnh anh ta có phu nhân của thành chủ, không liên quan gì đến mình. Yên Tắc tức giận dữ dội, Tiêu Bảo Bảo vội vàng lấy rượu mình nấu ra, Yên Tắc còn bảo Tạ Uẩn rót rượu cho họ, hai người cố tình làm ra vẻ rất thân mật.
Tạ Uẩn cũng được yêu cầu uống một ly, hương vị này rất quen thuộc, Yên Tắc cố ý muốn kích thích Tạ Uẩn. Nhưng Tạ Uẩn lại nói rằng cô ấy không có bất kỳ nghiên cứu nào về rượu, cô chỉ là một nô lệ, Tạ Uẩn vẫn muốn rời khỏi đây. Yên Tắc rất tức giận, còn nói ngay trước mặt Tạ Uẩn rằng tối nay sẽ ngủ chung với Tiêu Bảo Bảo. Tạ Uẩn chưa kịp phản ứng đã bị Yên Tắc gọi lại, Yên Tắc lấy ra chiếc vòng tay để Tạ Uẩn đeo cho Tiêu Bảo Bảo. Chiếc vòng tay này từng là Yên Tắc tặng cho Tạ Uẩn định đeo nó lên tay mình, nhưng Yên Tắc lại bảo cô đeo vào chân. Tạ Uẩn biết Yên Tắc đang cố tình kích thích mình, nhưng cô vẫn làm theo, trên mặt không lộ ra chút sóng gió nào. Yên Tắc ôm Tiêu Bảo Bảo vào phòng như thế, Tạ Uẩn mới đi ra khỏi phòng. Ban đầu cô muốn rời đi, kết quả lại bị lính trói tay chân và bắt quỳ ở cửa, để Tạ Uẩn rõ ràng nghe thấy tiếng chuông. Có thể nói đây hoàn toàn là sự tra tấn Tạ Uẩn, âm thanh từng là đẹp đẽ nhất giờ nghe lại cực kỳ chói tai. Những kỷ niệm khi cả hai từng bên nhau hiện lên rõ ràng, lần này Tạ Uẩn trực tiếp ngất xỉu ngay tại cửa. Đến khi cô tỉnh dậy, dây trói trên tay đã được tháo ra, đêm đó Tạ Uẩn rất đau khổ, Yên Tắc lén lút nhìn Tạ Uẩn từ cửa. Để không làm mẹ lo lắng, Tạ Uẩn còn viết thư. Nhưng vừa viết xong thì cô bị ép buộc phải ra ngoài giữa đêm khuya, cô nói rằng được lệnh để tối nay lại đi nghe Yên Tắc và Tiêu Bảo Bảo tận hưởng đêm tốt lành. Tạ Uẩn đẩy cung nữ ra và tuyệt vọng chạy trốn. Lúc này một nhóm vũ nữ đeo chuông tiến lại, có vẻ tối nay là Yên Tắc đã sắp xếp đặc biệt. Tạ Uẩn không muốn chịu đựng sự khổ đau của đêm qua nữa, nên đã nhảy xuống dòng sông. Thực ra tối qua không có chuyện gì xảy ra cả, Yên Tắc cố tình để vết thương bung ra, Tiêu Bảo Bảo thấy vậy liền ngất xỉu. Sau đó, họ cố ý để cho một người đàn ông và một người phụ nữ quan hệ, nhằm mục đích để Tạ Uẩn nghe thấy tiếng chuông, Yên Tắc thấy Tạ Uẩn đau khổ bên ngoài cửa. Tối nay Yên Tắc chuẩn bị mọi thứ để tra tấn Tạ Uẩn, nhưng kết quả là một nô tỳ tới báo rằng Tạ Uẩn đã nhảy xuống sông và mất tích. Yên Tắc nghe xong rất tức giận và sai mọi người đi tìm Tạ Uẩn. Anh ta biết Tạ Uẩn sợ nước, nhưng để rời xa mình, cô ấy thậm chí cũng sẵn sàng nhảy xuống nước. Phải chăng Tạ Uẩn thực sự muốn rời xa mình đến vậy? Yên Tắc nghĩ về cảnh ngày xưa mình trêu chọc Tạ Uẩn bên bờ sông, lúc đó bỗng dưng người quản gia đến báo rằng có ánh sáng lờ mờ trong phòng của Tạ Uẩn. Hóa ra Tạ Uẩn đã bơi lên bờ từ sớm, nhìn Tạ Uẩn quỳ bên bờ sông phơi khô quần áo ướt. Yên Tắc không thông báo cho cấp dưới rằng đã tìm thấy Tạ Uẩn, mà lại cầm lược chải cho Tạ Uẩn mái tóc chưa khô hẳn. Tóc hơi rối nhưng bàn tay của Yên Tắc lại rất nhẹ nhàng, lửa trong lò đã tắt, Tạ Uẩn thấy hơi lạnh, Yên Tắc định thêm than vào lò, Tạ Uẩn nói rằng than ở đây luôn tự nhiên giảm bớt. Yên Tắc liền đốt cháy áo choàng của mình, sau đó ôm Tạ Uẩn và nói rằng ngoài anh ra không ai có thể kiểm soát cuộc đời Tạ Uẩn, kể cả chính cô ấy, họ sẽ mãi bên nhau trường tồn với thời gian. Kỳ Nhiên thực sự cũng thích Tạ Uẩn, anh ta từ lâu đã muốn đưa Tạ Uẩn đi, nhưng Yên Tắc lại giữ Tạ Uẩn bên mình. Đối xử với cô dưới danh nghĩa tình yêu, anh ta muốn biết cái gọi là sự thật cho đến bây giờ vẫn chưa tìm ra. Tiêu Bảo Bảo luôn giả vờ mình không khỏe, chỉ để muốn Yên Tắc đến dỗ dành mình. Tiêu Bảo Bảo suốt ngày gây chuyện, anh ta biết có người cố ý nhìn Tạ Uẩn rơi xuống nước mà không báo, nên đã nhân cơ hội làm đổ thuốc và đổ lỗi lên đầu cô ấy, chỉ muốn trừng phạt nghiêm khắc nô tỳ vì không kịp báo cáo việc Tạ Uẩn rơi xuống nước. Nô tỳ đợi Yên Tắc đi rồi mới nói chắc chắn là Tạ Uẩn đã nói xấu sau lưng, Tiêu Bảo Bảo đánh nô tỳ, cô ấy biết chỉ có Yên Tắc mới có thể bắt nạt Tạ Uẩn, người khác thì không. Năm đó là cha Tạ Uẩn ép cô ấy lấy Yên Tề, dù Tạ Uẩn rất không muốn nhưng cũng không thể cãi lại cha. Tạ Uẩn thường xuyên có ác mộng, Yên Tắc tự mình đến chăm sóc Tạ Uẩn. Tạ Uẩn bỗng cảm thấy có một bàn tay lớn vuốt ve mình, cô ấy nhanh chóng cảm thấy an toàn. Thậm chí không muốn bàn tay ấy rời đi, Yên Tắc cứ thế ở bên cạnh Tạ Uẩn cho đến khi cơn sốt của cô ấy hạ vào sáng hôm sau mới lẳng lặng rời đi. Đệ nhất phu nhân của Thành Bạch Ngọc, Tuần phu nhân, luôn sai người theo dõi Yên Tắc, bà còn sai nô tỳ Vương Tích Nô tận dụng tốt mối quan hệ giữa hai người. Một tuần trôi qua nhanh chóng, tình trạng bệnh của Tạ Uẩn cũng đã cải thiện, cô vừa ra ngoài đã thấy Yên Tắc. Yên Tắc muốn nắm tay cô, nhưng bị Tạ Uẩn từ chối. Tạ Uẩn được đưa đến đại điện, tiếp theo cô cần phục vụ Yên Tắc, người quản gia cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Vương Tích Nô mang trà đến, không chỉ không đưa cho Tạ Uẩn mà còn cố tình vấp ngã cô ấy. Tạ Uẩn tất nhiên không phải là người dễ dàng bị bắt nạt. Muốn bắt chước cô ấy không phải là chuyện dễ dàng, lần này lại khiến Vương Tích Nô không có gì để nói mà chạy đi mất. Yên Tắc xem cả vở kịch, anh ta thực sự rất tò mò không biết Tạ Uẩn đang nghĩ gì. Tạ Uẩn bày tỏ rằng mình đã chấp nhận số phận, vì không thể trốn thoát nên sẽ yên tâm ở đây. Dù Yên Tắc không nói ra nhưng trong lòng rất vui, chỉ cần Tạ Uẩn có thể ở lại bên mình. Tạ Uẩn vừa chuẩn bị rời đi, Yên Tắc đã ôm lấy cô vào lòng và hôn mạnh lên vai, Tạ Uẩn cũng không phản kháng. Yên Tắc còn nói vì bệnh đã khỏi, tối nay sẽ phục vụ ngủ, nhưng không ngờ Tạ Uẩn lại đồng ý một cách dễ dàng. Tối đó, Yên Tắc đến phòng của Tạ Uẩn, trên đèn dầu còn vẽ bức tranh mà 4 năm trước Tạ Uẩn đã vẽ, trên đó là hai con chim. Yên Tắc nhìn chiếc chăn trên giường, đều là những gì Tạ Uẩn từng thêu. Tạ Uẩn còn thắp hương liệu trong phòng, mùi này giống hệt như ngày xưa. Tạ Uẩn hoàn toàn thư giãn, tuy nhiên, vào thời điểm này, đột nhiên có người từ phía sau bịt mắt Yên Tắc. Phản ứng đầu tiên của anh ta là Tạ Uẩn, người kia còn viết lên mặt anh,
nhưng không biết người trước mắt này là Vương Tích Nô. Nhưng vì đối phương liên tục luồn tay vào trong áo, Yên Tắc lập tức cảm thấy người này không phải Tạ Uẩn. Tất cả đều là kế hoạch của Tạ Uẩn. Cô biết Vương Tích Nô muốn thăng tiến, mình có thể giúp cô ấy, và cô đã sớm liên hệ với Kỳ Nghiên để tối nay tranh thủ cơ hội trốn ra khỏi phủ. Yên Tắc biết được sự thật rất tức giận, có vẻ như ngay cả bây giờ, Tạ Uẩn vẫn đang nóng lòng muốn rời xa mình. Cuối cùng Tạ Uẩn vẫn không thể trốn thoát, mà đã bị Yên Tắc bắt lại. Cô đã chạy đến cổng thành, chỉ là không ngờ lại bị phát hiện. Tạ Uẩn cười nói rằng rõ ràng anh ta mới là kẻ phản bội, bây giờ lại trách cô phản bội. Yên Tắc rất tức giận, trực tiếp cõng Tạ Uẩn trở lại phòng, một cái đã ném cô lên giường. Tạ Uẩn tức giận cắn vào tai Yên Tắc lại một lần nữa dùng nụ hôn xâm lấn Tạ Uẩn. Một câu nói đột ngột của Yên Tắc khiến Tạ Uẩn nhớ đến Yên Tề, sợ hãi đến mức đẩy Yên Tắc ra và ôm lấy nhau, cô vẫn chưa thoát khỏi những chuyện của ngày xưa. Yên Tắc không tiếp tục làm khó Tạ Uẩn, chỉ bảo cô sau khi thu dọn xong thì ra ngoài. Yên Tắc tuyên bố cho Vương Tích Nô trở thành phu nhân bên cạnh, dù vậy Tạ Uẩn vẫn lạnh lùng. Lúc này Kỳ Nghiên đến, anh muốn đưa Tạ Uẩn đi, Tạ Uẩn biết nếu mình thực sự đi có thể sẽ liên lụy đến Kỳ Nghiên. Những nô tỳ bên cạnh cô cũng bị trừng phạt, để không liên lụy đến nhiều người hơn, Tạ Uẩn chủ động bảo Kỳ Nghiên rời đi. Sau đó cô bắt đầu tự tát vào mặt mình, điều này càng làm Yên Tắc tức giận, Tạ Uẩn nói rằng mình biết lỗi và có thể không kết hôn suốt đời, chỉ cần phục vụ bên cạnh anh, miễn là có thể bảo vệ tốt gia đình mình là đủ. Tạ Uẩn ngẩng đầu lên đã thấy trong tay Yên Tắc có một chuỗi hạt ngọc trai và đã tặng cho Tiêu Bảo Bảo bên cạnh. Viên ngọc trai bất ngờ khiến Tạ Uẩn nhớ lại chiếc vòng tay mà Yên Tắc đã tặng cô ngày xưa, trên đó cũng có một viên ngọc trai, lúc đó Yên Tắc đã vất vả không ít để mua chuỗi vòng này. Yên Tắc từng nói sẽ tặng cho Tạ Uẩn hàng ngàn, hàng vạn viên ngọc trai. Yên Tắc cố ý lại lấy chuỗi ngọc trai để Tạ Uẩn đợi một chốc lát rồi đứt dây, không phải để đeo cho Tiêu Bảo Bảo, mà là để luôn nhắc nhở Tạ Uẩn. Yên Tắc còn bảo Tạ Uẩn nhặt tất cả các viên ngọc trai lên, thiếu một viên cũng phải trừng phạt. Người quản gia đã giao tất cả những viên ngọc trai đã nhặt được cho Yên Tắc. Yên Tắc nhìn thấy trên đó thậm chí còn có máu tươi, số lượng thì đúng. Người quản gia nói còn thừa một viên, Yên Tắc bỗng nhớ lại chuỗi vòng tay đã tặng cho Tạ Uẩn ngày xưa, anh ta quyết tâm tìm ra viên ngọc đó, Yên Tắc vì thế mà rất tức giận. Nô tỳ mang đến cho Tiêu Bảo Bảo một ấm rượu có thể dùng để pha thuốc, tối nay sẽ gần gũi với Yên Tắc như vợ chồng. Tiêu Bảo Bảo cầm thức ăn và rượu đến tìm Yên Tắc. Yên Tắc nhìn cách Tiêu Bảo Bảo rót rượu liền nhận ra điều gì đó. Anh ta không uống ngay lập tức. Trong lúc gấp thức ăn cho Tiêu Bảo Bảo đã đổi 2 ly rượu, Tiêu Bảo Bảo uống cạn, vẫn chăm chú quan sát phản ứng của Yên Tắc. Yên Tắc giả vờ ngất xỉu, nhưng thực ra là Tiêu Bảo Bảo đang cảm thấy nóng bức khó chịu. Cô ấy đã say và đưa Yên Tắc đã say đến giường và cố gắng cởi quần áo anh ta. Yên Tắc giả vờ mình đang mơ thấy mình đang đánh nhau với kẻ trộm và khi Yên Tắc mở mắt ra lại thì thấy người trước mặt mình hóa ra lại là Tạ Uẩn. Yên Tắc cho rằng người đó là Tạ Uẩn, vẫn còn gọi tên Tạ Uẩn, nhưng Tiêu Bảo Bảo đã tát một cái làm Yên Tắc tỉnh giấc, phát hiện ra người trước mắt lại là anh. Để không cho Tiêu Bảo Bảo tiếp tục quậy phá, Yên Tắc liền đánh cho cô ấy bất tỉnh. Yên Tắc vội vàng rời đi và ngày hôm sau mới biết từ miệng Kỳ Nghiên rằng thực ra là bình rượu đựng rượu có vấn đề, vì vậy dù Yên Tắc đã đổi rượu nhưng vẫn bị dùng thuốc. Nhưng bây giờ nhà Tiêu vẫn kiểm soát Yên Tắc, tham lam và ngang ngược không giới hạn. Ngày xưa Yên Tắc là con nuôi trong nhà Tiêu, còn bị tam công tử nhà Tiêu bắt nạt không ít. Trước kia không biết thân phận của Yên Tắc nên cố ý trừng phạt anh. Nhưng khi họ biết được thân phận của Yên Tắc và giúp anh đạt được vị trí chủ thành thì lại muốn Tiêu Bảo Bảo sớm mang thai để dùng cách này kiểm soát Yên Tắc. Yên Tắc không muốn Tạ Uẩn bị tổn thương, vì vậy cũng cố tình vì Tạ Uẩn. Từ miệng người quản gia biết được rằng bây giờ khắp phố xá đều đồn đãi Tạ Uẩn là người đa tình. Và tin đồn đã lan truyền chỉ sau một đêm, nguồn gốc là từ nhà Tiêu và khi Yên Tắc biết được nguồn gốc, tự nhiên là phải tiêu diệt hết. Yên Tắc lo lắng Tạ Uẩn sẽ biết chuyện này, nhưng may mắn là Tạ Uẩn chưa bao giờ ra khỏi nhà nên không biết những chuyện này. Tạ Uẩn phát hiện ra nha hoàn của mình bị người khác bắt nạt, từ miệng cô ấy biết mọi người đều đồn đại Yên Tề không trong sáng, còn đi học vũ điệu mùa xuân tươi đẹp. Nha hoàn vốn chỉ muốn nói giúp Tạ Uẩn mà cũng bị bắt nạt. Tạ Uẩn cảm thấy không ai muốn tin vào mình, luôn có cảm giác không ai tin rằng cô ấy vô tội. Yên Tắc vừa đứng ở cửa nghe thấy Tạ Uẩn nói rằng mình thực sự đã học nhảy múa, thực ra anh không biết những điều này chỉ là Tạ Uẩn nói trong lúc tức giận. Anh trở về phòng và uống rượu để giải sầu, Yên Tắc còn bảo Tạ Uẩn chuẩn bị nước nóng để tắm cho mình. Sau khi nhận được thông báo từ người quản gia, Tạ Uẩn chỉ có thể đến tìm Yên Tắc. Lúc này Yên Tắc đang trong bồn tắm, Tạ Uẩn chỉ có thể ngoan ngoãn đi đến phía sau Yên Tắc để tưới nước cho anh. Yên Tắc lập tức nắm lấy tay Tạ Uẩn bảo cô ấy trước tiên phải rửa phía trước cho mình, Yên Tắc một tay kéo thẳng Tạ Uẩn vào bồn tắm. Yên Tắc còn nói Tạ Uẩn giỏi những việc này, Tạ Uẩn không phản bác. Yên Tắc còn nói vết sẹo trên ngực mình là do trong ngày cưới của Tạ Uẩn và Yên Tề. Yên Tắc còn bảo cô ấy phải dùng mọi kỹ năng để làm hài lòng mình. Nghe thấy câu này Tạ Uẩn chỉ có thể đồng ý và cởi bỏ áo khoác của mình, từ từ tháo dây buộc tóc tiến lại gần Yên Tắc. Yên Tắc bị Tạ Uẩn khiêu khích đến mức gần như không kiểm soát được bản thân. Tạ Uẩn chủ động hôn Yên Tắc,
nhưng vào phút cuối cùng Yên Tắc lại bóp cổ Tạ Uẩn. Đến khi Tạ Uẩn tỉnh lại phát hiện mình bị Yên Tắc trói, chỉ nhẹ nhàng tháo dây thừng, Tạ Uẩn liền lắc lư trên xích đu. Vì Tạ Uẩn mặc rất ít quần áo, dưới lầu có đám đàn ông liên tục chỉ trỏ vào cô, bàn tán xôn xao. Bàn tay của Yên Tắc đã nắm chặt lại thành quyền. Cuối cùng, Kỳ Nhiên đã cứu Tạ Uẩn đi, Tạ Uẩn nằm trên người Yên Tắc rồi ngất xỉu, Yên Tắc trực tiếp nôn ra máu tươi. Yên Tắc xuống lầu và đánh những người đã chế giễu Tạ Uẩn một trận thật đau. Tạ Uẩn trong phòng không có chút sinh khí, nha hoàn ban đầu muốn làm cho cô ăn gì đó, nhưng Tạ Uẩn vẫn từ chối. Chuyện tối hôm qua khiến Yên Tắc thức trắng cả đêm, anh ta giận quá mà trở nên như vậy. Từ miệng người quản gia cũng biết được Tạ Uẩn sốt cao suốt đêm qua, thực ra Yên Tắc cũng đang nghĩ có phải mình đã quá đáng không. Thực ra chỉ cần Tạ Uẩn mở miệng giải thích, dù là lý do gì, dù có lừa dối anh ta cũng sẽ tin, nhưng cuối cùng Tạ Uẩn không nói gì cả. Tạ Uẩn vì những gì Yên Tắc đã làm với mình tối hôm qua, đêm nay không nói một lời nào. Nha hoàn khẩn cầu Kỳ Nhiên hãy cứu Tạ Uẩn càng sớm càng tốt, Tạ Uẩn thật sự quá đáng thương. Trong cơn giận, Kỳ Nhiên đã đến đại điện và đánh Yên Tắc một trận, Yên Tắc cũng đánh lại Kỳ Nhiên. Kỳ Nhiên nói rằng Yên Tắc từng hứa với mình sẽ bảo vệ tốt Tạ Uẩn, mỗi lần Yên Tắc đều nói mình có kế hoạch riêng, nhưng cuối cùng người chịu khổ vẫn là Tạ Uẩn. Lần này, Yên Tắc thực sự đã làm tổn thương Tạ Uẩn quá nặng. Tạ Uẩn ra ngoài thì thấy Tiêu Bảo Bảo, Tiêu Bảo Bảo còn mang đến bánh ngọt, chỉ là muốn chế nhạo Tạ Uẩn. Tạ Uẩn bày tỏ rằng cô và Yên Tắc đã hết duyên. Tiêu Bảo Bảo hỏi Tạ Uẩn liệu có yêu Yên Tắc không, còn nói trong thư phòng của Yên Tắc có một căn phòng bí mật, có lẽ bên trong chứa thông tin về nơi ở của gia đình Tạ Uẩn. Đến tối, Tạ Uẩn một mình đến thư phòng và thành công tìm ra căn phòng bí mật trong phòng của Yên Tắc. Cô đi xuống cầu thang của căn phòng bí mật và phát hiện ra bên trong toàn là thư tử. Hóa ra Yên Tắc đã luôn bắt chước chữ viết của anh trai Tạ Uẩn và những bức thư cô gửi cho mẹ và anh trai mình đều ở đây. Tạ Uẩn hoàn toàn sụp đổ, không một lá thư nào của mình được gửi đi, Yên Tắc có thể giễu cợt cô, thậm chí để người khác sỉ nhục cô, nhưng cô không hiểu tại sao mình lại bị lừa dối, cho cô những hy vọng không tồn tại. Tiêu Bảo Bảo chính là cố ý muốn chia rẽ hai người. Tiêu Bảo Bảo nói mình cũng chỉ tình cờ phát hiện ra, cũng không ngờ Yên Tắc đã tốn biết bao tâm tư để giữ Tạ Uẩn lại. Tạ Uẩn còn bảo Tiêu Bảo Bảo cho mình ra ngoài, từ đó về sau trong phủ cũng không ai làm khó dễ. Tiêu Bảo Bảo đồng ý, nhưng cô ta yêu cầu Tạ Uẩn quỳ xuống và cúi đầu cầu xin mình, Tạ Uẩn không nói hai lời đã quỳ xuống. Nhờ có sự giúp đỡ của Tiêu Bảo Bảo, Tạ Uẩn cuối cùng đã rời khỏi phủ, việc đầu tiên cô làm là trở về nhà mình. Nhưng lúc này nhà cửa đã hoang tàn, không còn ai. Tạ Uẩn nhớ lại mình từng mua quà cho mẹ, cả gia đình vui vẻ hạnh phúc bên nhau, những điều đó giờ đây đã không thể quay trở lại. Ngôi nhà này chứa đầy những ký ức đẹp nhất của cô. Cô đi đến bên hồ và bất ngờ thấy ba đống rơm khô. Tạ Uẩn đã đoán được bên trong chính là gia đình mình. Tạ Uẩn kìm nén nỗi đau, xé bỏ đám rơm khô, nước mắt rơi xuống liên tục. Cô vẫn nhìn thấy quần áo của mẹ mình và chiếc nhẫn từng tặng mẹ, chắc hẳn mẹ đã bị hại. Một bên khác là quần áo của anh trai và cha cô. Tạ Uẩn không ngờ gia đình mình đã chết từ lâu. Nếu như vậy thì bản thân cô cũng không còn lý do gì để sống tiếp. Cô đến một mình trên đỉnh núi. Dù tay đã đầy máu, nhưng cô vẫn nhảy xuống. Lúc này, Yên Tắc vẫn đang tìm kiếm tung tích của Tạ Uẩn. Cả thành đã tìm suốt một đêm nhưng không thấy Tạ Uẩn, có vẻ như Tạ Uẩn thực sự đã rời đi. Yên Tắc cảm thấy Tạ Uẩn muốn trốn thoát khỏi mình bằng mọi cách, có lẽ sẽ không trở lại, nhưng dù sao Yên Tắc vẫn tiếp tục sai người đi tìm Tạ Uẩn. Có người trở về báo rằng đã tìm thấy Tạ Uẩn, đầu Tạ Uẩn đã đầy máu, Yên Tắc hoảng sợ vội vàng ôm Tạ Uẩn về chữa trị. Tiêu Bảo Bảo ban đầu còn đợi Yên Tắc trở về ở phủ nhưng không ngờ Yên Tắc lại ôm Tạ Uẩn. Đại phu nói với Yên Tắc, thương tích trên người không sao, nhưng chấn thương chính là ở đầu Tạ Uẩn, việc cô ấy có thể tỉnh lại hay không phụ thuộc vào số phận của Tạ Uẩn. Yên Tắc luôn ở bên cạnh Tạ Uẩn, nhờ sự chăm sóc của Yên Tắc, tình trạng của Tạ Uẩn đã có cải thiện, đại phu báo có thể không bao lâu nữa cô ấy sẽ tỉnh lại. Tạ Uẩn cuối cùng cũng tỉnh dậy, Yên Tắc rất vui mừng, nhưng lại tỏ ra kiêu căng. Không ngờ, điều đó lại đổi lại bằng một cái tát. Tạ Uẩn còn gọi tên của Yên Tắc ngày xưa, hóa ra Tạ Uẩn đã mất trí nhớ. Ban đầu Yên Tắc còn tưởng đó là trò đùa của Tạ Uẩn, nhưng thái độ của Tạ Uẩn thực sự rất lạ và không giống như là giả vờ. Yên Tắc bóp cổ Tạ Uẩn, không ngờ lại bị đánh tơi tả. Yên Tắc đau đớn, và vì Tạ Uẩn nói rằng mình đã mất trí nhớ, nên anh cho phép cô đi bất cứ đâu. Để kiểm tra xem Tạ Uẩn có thực sự mất trí nhớ hay không, Yên Tắc còn chuẩn bị món ăn mà Tạ Uẩn ghét nhất trong 3 năm qua để gửi đến, nhưng không ngờ Tạ Uẩn lại ăn ngon lành. Người quản gia cũng gửi cho Tạ Uẩn một chai rượu để cô thử, Tạ Uẩn lập tức nhận ra đó là mùi rượu lan lăng. Nhưng uống rượu thì không hề lộ ra bất kỳ điểm nào bất thường. Tạ Uẩn thực sự đã quên mất những chuyện xảy ra trong 4 năm qua, dù cô cố gắng nghĩ mãi cũng không nhớ ra được. Kỳ Nhiên biết Tạ Uẩn tỉnh lại liền vội vàng ôm cô, sau đó đưa cho cô một phù hiệu để cô có thể an toàn rời khỏi phủ. Nhưng Tạ Uẩn không muốn đi, còn nói mọi người đều trở nên lạ lùng và trực tiếp ném phù hiệu xuống đất, Kỳ Nhiên đành buồn bã rời đi. Vì Tạ Uẩn không lấy phù hiệu, có
có thể thấy cô thực sự đã mất trí nhớ, nhưng Yên Tắc vẫn không tin. Kỳ Nghiên nghĩ đây có thể là cơ hội để Tạ Uẩn và Yên Tắc bắt đầu lại, anh khuyên Yên Tắc nên trân trọng điều này. Tạ Uẩn đã nhiều ngày không gặp Yên Tắc, nhưng theo cảm nhận của cô, anh không hợp để ở đây. Tạ Uẩn nói trong ký ức của mình hai người mới đính hôn, mọi thứ vẫn rất hạnh phúc, nhưng khi mở mắt ra thì mọi thứ đều đã thay đổi. Dù vậy, Yên Tắc vẫn không tin Tạ Uẩn, từng bước đẩy cô ra bờ sông và không may, Tạ Uẩn đã rơi xuống nước. Trong 4 năm qua, Tạ Uẩn đã học được cách bơi, Yên Tắc cũng muốn nhân cơ hội này xem Tạ Uẩn có biết bơi hay không. Tạ Uẩn liên tục hét lên cầu cứu dưới nước, nhìn cách cô ấy la hét không hề giống như đang giả vờ, Yên Tắc chỉ có thể nhảy xuống để cứu Tạ Uẩn. Sau khi tỉnh lại, Tạ Uẩn ôm chầm lấy Yên Tắc, nói rằng mình sợ nhất là ma nước, may mà có Yên Tắc bên cạnh. Yên Tắc chỉ có thể ôm Tạ Uẩn an ủi. Tạ Uẩn khóc nói không hiểu tại sao mình lại mất trí nhớ, không biết trong 4 năm qua đã xảy ra chuyện gì. Tạ Uẩn tỏ vẻ tủi thân hỏi không biết họ đã chia tay chưa. Yên Tắc vội vàng giải thích rằng họ không hề chia tay, 4 năm qua họ đã sống rất tốt. Yên Tắc kể cho Tạ Uẩn nghe về những chuyện trong 4 năm qua, nhưng cũng bịa ra chuyện cha và anh trai của Tạ Uẩn đã đi đến biên giới để giúp đỡ anh, điều này khiến Tạ Uẩn khó mà tin được. Yên Tắc vội tìm cớ để Tạ Uẩn tạm thời tin tưởng, nhưng vào lúc này Tiêu Bảo Bảo đến và nói rằng mình là vợ của Tạ Uẩn. Tạ Uẩn rất tức giận và hỏi Yên Tắc tại sao lại phản bội mình. Yên Tắc vội vàng giải thích rằng cuộc hôn nhân của họ chỉ vì lợi ích, giữa họ không có tình cảm, nhưng nói đến đây, Tạ Uẩn rất tức giận và đuổi Yên Tắc đi. Yên Tắc đứng ở cửa liên tục giải thích, anh cũng không có quyền lựa chọn. Tạ Uẩn hỏi Yên Tắc ngoài cô ra còn có ai nữa. Và khi biết có một vị phu nhân khác, Tạ Uẩn muốn chuyển đi nơi khác, cô cảm thấy Yên Tắc coi thường mình. Sau đó, Yên Tắc đã nói với nha hoàn rằng cô ấy phải nhớ rõ những gì nên nói và không nên nói, không thể để Tạ Uẩn lại có ý định tự tử. Anh ta thậm chí còn yêu cầu mọi người trong phủ phối hợp diễn kịch, nếu ai không tuân thủ sẽ bị xử tử không tha. Tiêu Bảo Bảo luôn dùng bùa chú để hại Tạ Uẩn, và khi biết được những gì Yên Tắc đã làm với cô ấy, Tiêu Bảo Bảo đã đến và nói sự thật cho Tạ Uẩn. Tất nhiên, Tạ Uẩn sẽ không tin lời nói một phía của Tiêu Bảo Bảo. Tạ Uẩn còn nói rằng cô đã thấy những bức thư anh trai gửi cho mình, và kết quả là Tiêu Bảo Bảo lại lấy ra những bức thư do Yên Tắc viết và đưa cho Tạ Uẩn. Tạ Uẩn không dám tin, sau đó đã ném chúng vào lửa và đốt cháy, cô quay đầu cười nói rằng mình nhớ rõ. Tạ Uẩn đã thấy những bức thư trong túi của cha mình, trên đó viết rằng ngày cưới là thời điểm tốt nhất để đánh gãy xương của Yên Tề, đây cũng là bức thư mật mà chủ nhà Tiêu gửi cho cha Tạ Uẩn. Khi thấy được, Tạ Uẩn đã hoàn toàn sụp đổ, vì vậy cha cô đã nài nỉ cô gả cho Yên Tề, người cũng là một nội gián do nhà Tiêu cử đi, vì thế Tạ gia quả thực là trong sạch. Tạ Uẩn khóc nói cha mình không phản bội, nhưng lần này Tạ Uẩn sẽ trở lại để trả thù. Tạ Uẩn cố gắng ăn thịt gà mà cô không thích, chỉ để cho Yên Tắc nghĩ rằng cô thực sự đã mất trí nhớ. Tạ Uẩn tuyên bố rằng cô sẽ từng bước khiến Yên Tắc phải bồi thường cho Tạ gia. Tiêu Bảo Bảo dự định sẽ nói tất cả với Yên Tắc, và đúng lúc Yên Tắc tới đã thấy Tạ Uẩn bị đẩy ngã, anh tự nhiên chỉ tin Tạ Uẩn, sau đó còn đuổi Tiêu Bảo Bảo đi. Tạ Uẩn trước mặt Yên Tắc vẫn tỏ ra rất đáng thương, còn hỏi tại sao Yên Tắc lại đối xử với mình như vậy, cô nói rằng mình thà không nhận lấy tình cảm đầy dối trá. Sau đó, Tạ Uẩn trong một cơn giận dữ đã rời khỏi phủ và Yên Tắc theo sát bên cạnh. Tạ Uẩn đột nhiên nhớ lại chuyện ngày xưa Yên Tắc đã bắn tên vào búp bê cho cô, Tạ Uẩn một mình đến cửa hàng. Sau đó cầm cung tên nhắm vào Yên Tắc, nhưng Yên Tắc không hề sợ hãi mà từ từ bước về phía Tạ Uẩn. Tạ Uẩn bắn một mũi tên sượt qua tai Yên Tắc. Yên Tắc yêu cầu Tạ Uẩn tin tưởng mình, tất cả những điều này đều không phải ý muốn của anh. Anh chỉ muốn bảo vệ Tạ Uẩn tốt nhất, Tạ Uẩn không nói gì quay người rời đi, còn Yên Tắc thì vẫn đứng đợi ở cửa. Người nhà Tiêu luôn theo dõi Tạ Uẩn, và vì Yên Tắc đã vì Tạ Uẩn mà đã phạm tội với nhà Tiêu, họ cũng sẽ trả mọi thù hận lên đầu Tạ Uẩn. Yên Tắc đã đưa Tạ Uẩn đi để thực hiện lời hứa mà mình đã hứa. Anh đến một cửa hàng thời trang, hóa ra Yên Tắc đã từng làm một bộ trang phục bằng ngọc trai cho Tạ Uẩn suốt đêm. Yên Tắc cũng nói rằng anh chưa bao giờ quên lời hứa với Tạ Uẩn. Tạ Uẩn đã nắm chặt tay sau lưng, nhưng khi quay đầu lại thì cười nói rằng cô rất vui. Sau khi Tạ Uẩn thay đồ nhưng lâu không ra, đến khi Yên Tắc đi qua thì chỉ thấy quần áo cũ trên sàn, Tạ Uẩn đã không còn dấu vết. Hóa ra là anh trai của Tiêu Bảo Bảo đã đưa Tạ Uẩn đi và đe dọa Tạ Uẩn đừng làm phiền tình cảm của em gái mình và Yên Tắc. Tạ Uẩn quay đầu đã thấy Yên Tắc đã đến, cô nắm tay của Tiêu Tam công tử và rút dao đâm vào người mình. Yên Tắc vào đến nơi đã thấy cảnh này, cảm xúc vô cùng kích động. Yên Tắc đưa Tạ Uẩn về chăm sóc, nhưng Tạ Uẩn vẫn sốt cao không giảm, Tiêu Bảo Bảo quỳ ở cửa van xin Yên Tắc tha cho anh trai mình. Yên Tắc rất tức giận và còn muốn lấy đi vị trí phu nhân thành chủ của Tiêu Bảo Bảo. Lần này Tiêu Bảo Bảo cũng tỏ ra cứng rắn, còn nói rằng không có nhà Tiêu, anh ta không là gì cả. Yên Tắc nói rằng mình đã trả hết nợ cho nhà Tiêu từ nhiều năm nay, nhưng những việc họ làm trong những năm qua anh cũng rõ như ban ngày, điều này khiến Tiêu Bảo Bảo hoàn toàn sụp đổ. Ngày hôm sau, cha Tiêu đã đến tìm Yên Tắc. Cha Tiêu nói rằng ông đến để xin lỗi và còn nói về chuyện ngày xưa khi Yên Tắc đến nhà Tiêu.
Cũng nhờ có nhà Tiêu mới có thể bảo vệ sự an toàn cho Yên Tắc, nếu không có nhà Tiêu, anh ta có thể chẳng có được gì cả. Vào lúc này, Tạ Uẩn đã đến, Tạ Uẩn cũng nói lên lời bênh vực Yên Tắc. Tạ Uẩn còn nói rằng cha Tiêu áp bức người khác, cha Tiêu nói nếu cô ở nhà Tiêu thì đã sớm bị đánh chết bằng gậy rồi. Tạ Uẩn vẫn nói ra điểm mấu chốt của vấn đề, ở đây ai là chủ ai là tôi, Thành Bạch Ngọc sẽ không oan uổng một kẻ xấu, cha của Tiêu Tam công tử chắc chắn đã nắm chắc phần thắng. Cha Tiêu không đạt được gì và quay về, Tạ Uẩn vẫn chưa lành vết thương đã đến nơi, khi cha Tiêu ra đi Tạ Uẩn suýt chút nữa không đứng vững. Tạ Uẩn vẫn đang hỏi Yên Tắc tại sao cha Tiêu lại nói cô là con gái của kẻ phản quốc. Sau khi cha Tiêu trở về, ông nhớ lại 3 năm trước, cha của Tạ Uẩn trong ngục muốn gặp ông và mục đích duy nhất là bảo vệ con gái mình, yêu cầu cha Tiêu đừng làm hại cô. Nhưng bây giờ, cha Tiêu tất nhiên là không bỏ qua cho Yên Tắc. Sáng hôm sau, cha Tiêu đã đến tìm Yên Tắc, còn nói Tạ Uẩn là mụ phù thủy, sau đó cha Tiêu còn mang ra danh sách chữ ký của người dân muốn xử tử Tạ Uẩn. Yên Tắc biết rằng hầu hết những người ký tên đều là công nhân nhà Tiêu, cha Tiêu còn nói nếu không có ông, người dân thậm chí không có cơm để ăn. Cha Tiêu muốn dùng sự việc này để uy hiếp Yên Tắc thả người, và sau khi cha Tiêu ra đi, Yên Tắc bảo người quản gia giao danh sách cho Kỳ Nghiên, anh ấy muốn tìm hiểu xem còn bao nhiêu chuyện đằng sau. 3 ngày sau, Kỳ Nghiên đã giao lại thông tin điều tra cho Yên Tắc, có thể nói rằng nhà Tiêu vì quyền lực hiện tại đã có không ít người vô tội chết oan. Thực ra Kỳ Nghiên vẫn rất lo lắng cho Tạ Uẩn, nhưng nghĩ rằng Tạ Uẩn đã mất trí nhớ, anh cũng không muốn đi quấy rầy Tạ Uẩn. Mặc dù Tạ Uẩn đã tỉnh lại, nhưng tình trạng sức khỏe của cô đã không còn như trước. Lúc này, nha hoàn đến thông báo cho Tạ Uẩn rằng Tiêu Tam công tử đã được gửi trở về và mối mâu thuẫn giữa Yên Tắc và nhà Tiêu đã trở nên gay gắt hơn. Tạ Uẩn cảm thấy điều này cũng không phải là chuyện xấu. Lúc này, Vương Tích Nô đến, Tạ Uẩn cố tình giả vờ không nhận ra cô ấy. Vương Tích Nô tỏ ra rất dịu dàng và nói muốn sống hòa thuận với Tạ Uẩn. Yên Tắc nhìn ánh trăng, người quản gia mang cho anh một tấm choàng, thấy lễ cầu may mắn năm mới sắp đến, Tiêu Bảo Bảo bị cấm túc. Vì vậy mặc dù Yên Tắc không nói ra nhưng người quản gia cũng đoán được anh muốn để Tạ Uẩn chuẩn bị và Yên Tắc đã đồng ý ngay lập tức. Tiêu Bảo Bảo cũng tận dụng cớ Tạ Uẩn đi lấy chìa khóa để hỏi cô tại sao lại đối đầu với mình. Tạ Uẩn nói rằng 4 năm trước cô đã dùng hôn nhân đổi lấy sự bình yên cho Tạ gia và 4 năm sau cô lại dùng phẩm giá của mình để bảo vệ an toàn cho gia đình. Nhưng cho đến khi Tiêu Bảo Bảo xuất hiện, cô đã dùng hết mọi thứ chỉ mong muốn sự bình an, nhưng họ lại đùa cợt với Tạ gia. Tạ Uẩn luôn bị Tiêu Bảo Bảo coi là kẻ địch tưởng tượng. Tiêu Bảo Bảo không hiểu tại sao những thứ Tạ Uẩn có được mình lại không thể có. Tạ Uẩn nói tình yêu là sự tự nguyện của hai bên và cuộc đời này cô sẽ không thuộc về Yên Tắc. Lúc này Tạ Uẩn vẫn đang đi cùng với Thái lão phu nhân trong phủ, Tạ Uẩn đã không còn nhớ gì cả, Yên Tắc thấy vậy rất vui mừng. Yên Tắc cũng luôn ở bên cạnh Tạ Uẩn vào buổi tối, Tạ Uẩn đã ghi lại những thứ cần thiết cho lễ nghi và giao cho Yên Tắc. Yên Tắc không nhịn được mà còn giả vờ lau mặt cho Tạ Uẩn để vẽ cho cô thành con mèo nhỏ. Ban đầu Tạ Uẩn còn muốn tiếp tục làm, nhưng Yên Tắc lại bảo Tạ Uẩn hâm nóng giường cho mình, thực ra là muốn cho Tạ Uẩn nghỉ ngơi tốt, còn bản thân anh sẽ tiếp tục hoàn thành công việc còn lại. Vương Tích Nô không ngờ rằng mình, dù là phu nhân bên cạnh, lại còn phải giúp Tạ Uẩn chuẩn bị vật tư cho lễ kỷ niệm. Trong một cơn tức giận, Vương Tích Nô đã đạp gãy cây gậy. Đúng lúc đó, Tạ Uẩn thấy bột dưới chân Vương Tích Nô, cô dùng tay gạt một ít và ngửi thử, phát hiện ra đó là mùi lưu huỳnh. Tạ Uẩn cố ý dùng cây tre trước mặt mọi người, thực sự chỉ muốn xem ai đang làm dở trò với cây tre. Một đồng sự của Tiêu Bảo Bảo quả nhiên đã tiến lại, sau đó Vương Tích Nô đã thông báo tình hình cho Tạ Uẩn, Tạ Uẩn cũng đã báo cáo với Tuần phu nhân. Nếu lưu huỳnh gặp lửa sẽ chắc chắn gây chết người, Tuần phu nhân tự nhiên cũng sẽ chết không thể nghi ngờ. Tạ Uẩn còn nói rằng nhà Tiêu không chỉ muốn loại bỏ mình mà còn muốn hại chết nhà Sun, lần này Tạ Uẩn muốn hợp tác với Thái lão phu nhân và Thái lão phu nhân cũng đã đồng ý. Tạ Uẩn chỉ cần Thái lão phu nhân tin tưởng mình là được, phần còn lại cứ để cô làm. Tạ Uẩn và Yên Tắc cùng nhau thả đèn trời khổng minh đầu tiên, sau đó Tạ Uẩn còn tặng cho Yên Tắc món quà do chính tay cô đan. Yên Tắc rất vui trong lòng, cuối cùng họ cũng có thể trở lại như trước. Thái lão phu nhân tổ chức nghi lễ bếp lửa, Tạ Uẩn dìu bà đến đó. Thái lão phu nhân đến bên bếp lửa thì nói tay mình vô ý bị xoắn, còn nhờ Tạ Uẩn thay mình hoàn thành nghi lễ này. Tạ Uẩn tất nhiên cũng đã đồng ý. Tạ Uẩn cầm cây tre nhúng vào bếp lửa, nha hoàn không khỏi lo lắng, người quản gia cũng bất ngờ ngửi thấy mùi lạ. Yên Tắc cũng phát hiện mùi lưu huỳnh, lập tức ôm lấy Tạ Uẩn, nhưng cả hai vẫn bị lực của vụ nổ hất xuống đất. Đến khi Tạ Uẩn tỉnh dậy, nha hoàn đã luôn ở bên cạnh cô, nhưng Yên Tắc vì đã giúp Tạ Uẩn chặn đỡ lực của bếp lửa nên bị thương tương đối nặng, Thái lão phu nhân không sao, chỉ bị giật mình. Nha hoàn nói với Tạ Uẩn rằng Yên Tắc rất yêu cô, có lẽ giữa hai người luôn có hiểu lầm. Tạ Uẩn thay quần áo vội vàng đến thăm Yên Tắc, lúc này thầy thuốc vẫn đang điều trị cho Yên Tắc. Người quản gia cũng bảo Tạ Uẩn nghỉ ngơi tốt, nhưng Tạ Uẩn nói mình không sao, chỉ muốn luôn ở bên cạnh Yên Tắc. Yên Tắc bị bỏng rất nặng, có lẽ cần thời gian để dưỡng thương. Hiện tại anh đã được uống thuốc trị thương và vừa mới nghỉ ngơi. Tạ Uẩn từng bước tiến đến gần Yên Tắc,
Nhìn anh vẫn đang trong trạng thái hôn mê, Tạ Uẩn muốn nắm lấy tay anh, nhưng tay cô vẫn thu về trong không trung. Tạ Uẩn vẫn luôn ở bên cạnh Yên Tắc, và đột nhiên Yên Tắc tỉnh dậy thấy Tạ Uẩn đang ngủ bên cạnh mình, anh xoay tay một chút, may mắn là không sao cả. Yên Tắc quay lại nhìn Tạ Uẩn, nhẹ nhàng chạm vào cô, Tạ Uẩn tỉnh dậy và bắt đầu khóc, cô nói Yên Tắc quá ngốc. Nhưng Yên Tắc cảm thấy chỉ cần Tạ Uẩn không sao là được, anh không thể mất cô được nữa. Lúc này, một đồng sự đến báo là nha hoàn bên cạnh Tiêu Bảo Bảo đã dàn dựng tất cả mọi chuyện. Lúc này cũng đã gọi Tiêu Bảo Bảo và nha hoàn đến, nha hoàn ban đầu còn muốn bảo chữa. Nhưng Kỳ Nghiên đã lấy ra những bức thư liên lạc với nhà Tiêu và những viên ngọc trai dùng để mua chuộc người khác, lúc này cô ta không còn gì để nói. Lần này, Yên Tắc đã nghiêm khắc trừng phạt họ. Tạ Uẩn vẫn ở bên cạnh chăm sóc Yên Tắc và Yên Tắc thực sự rất vui. Tạ Uẩn đến nhà tù, chủ nhà Tiêu cũng bị giam vì vụ việc này. Tiêu Bảo Bảo cũng bị tước bỏ vị trí phu nhân thành chủ. Tạ Uẩn mang ra miếng vải, cô thề sẽ làm sáng tỏ danh dự cho cha mẹ mình. Tạ Uẩn đến gặp cha của Tiêu Bảo Bảo và bắt đầu nói về âm mưu của Gian Ninh và những người khác, cuối cùng lại đổ hết trách nhiệm lên đầu cha mình. Cha Tiêu giờ đây lại nói đó là kế hoạch của lão thành chủ. Khi thấy ông vẫn chưa nói sự thật, Tạ Uẩn dùng tính mạng của Tiêu Bảo Bảo để đe dọa, hỏi cha cô ta có phải cố ý tiếp cận Ân Tắc theo lệnh của lão thành chủ không, và nhận được câu trả lời khẳng định từ cha Tiêu. Hóa ra tất cả những cuộc gặp gỡ của mình từ đầu đều là duyên phận, không ngờ rằng cuối cùng lại là một âm mưu. Cha Tiêu nói rằng ông không sai người giết cả nhà Tạ Uẩn, và ông chỉ biết vậy thôi. Tạ Uẩn rất suy sụp, cô yêu cầu cha Tiêu đưa ra bằng chứng minh oan cho mình. Cha Tiêu chỉ có một yêu cầu duy nhất là tha cho con gái mình. Dưới sự thúc ép của Tạ Uẩn, cha Tiêu cuối cùng cũng thừa nhận lão thành chủ đã thật sự ký một khế ước với Tạ gia, và nó được giấu ở phía cao nhất trong tàng kinh các, nhưng không phải là một việc dễ dàng để đến được đó. Sau khi biết được điều này, Tạ Uẩn quay lưng rời đi, cha Tiêu quỳ xuống đất cầu xin Tạ Uẩn tha thứ cho Tiêu Bảo Bảo một lần, nhưng Tạ Uẩn không trả lời và rời đi. Thực ra, điều cha Tiêu lo lắng nhất là con gái mình. Khi trở về, Tạ Uẩn muốn tìm đến tàng kinh các, chỉ có lấy được kinh sách bên trong mới có thể chứng minh sự trong sạch của Tạ gia, nhưng việc đến tàng kinh các không phải là một việc dễ dàng. Lần trước cũng là dịp lễ phong tước cho Tiêu Bảo Bảo, nếu lần sau muốn đi có lẽ là vào ngày đại thọ của bà Thái Phu Nhân, nhưng phải đợi đến 5 năm sau. Tạ Uẩn tự nhiên là không thể đợi được, vì vậy cách duy nhất có thể đến tàng kinh các càng sớm càng tốt là trở thành phu nhân của chủ thành. Tạ Uẩn đã đi tìm Thái Phu Nhân trước, và cô cũng đã nói với Thái Phu Nhân rằng mình và Ân Tắc thực sự yêu nhau, Thái Phu Nhân ngược lại cũng rất vui nếu Tạ Uẩn trở thành phu nhân của chủ thành. Lúc này, đột nhiên có người đưa tin rằng Ân Tắc bất tỉnh và bệnh tình của Ân Tắc vẫn chưa hồi phục. Tạ Uẩn lập tức đến phòng của Ân Tắc và nhanh chóng lau đi những giọt mồ hôi thừa trên trán anh. Vị đại phu cũng đã xem xét các trang sách cổ và phát hiện ra chỉ có một bài thuốc dân gian, có một loại dược liệu gọi là cỏ hoán phương cát, nhưng nơi mà nó mọc rất xa xôi. Sau khi báo cho quản gia bảo đại phu ra về trước. Lúc này, Ân Tắc cũng tỉnh lại và nói rằng cỏ hoán phương cát mọc ở lãnh địa của Đậu gia. Và bản thân anh thề sẽ không bao giờ bước chân vào đó, vì Ân gia và Đậu gia luôn là hai thế lực không đội trời chung. Không, nhưng bây giờ, để có thể lấy được dược liệu càng sớm càng tốt cho Ân Tắc, Tạ Uẩn vẫn nói với quản gia rằng hãy xin dược liệu thay mặt chủ thành. Nếu gặp phải chuyện gì thì bản thân cô sẽ chịu trách nhiệm, quản gia cũng đã đồng ý. Đậu gia thấy được bức thư từ Ân gia, rất khó khăn mới có Ân Tắc nhờ vả, lần này chủ nhân Đậu gia đã đồng ý một cách nhanh chóng. Rất nhanh sau đó, khi Ân Tắc tỉnh dậy và biết rằng mình đã có giao dịch với Đậu gia thì rất tức giận, Tạ Uẩn cho biết đó là ý tưởng của mình. Và bây giờ sứ giả Đậu gia cũng đã đến, Tạ Uẩn chỉ muốn cứu Ân Tắc càng sớm càng tốt, nếu Tạ Uẩn không gặp họ, có thể nói rằng điều này càng làm cho việc này trở nên rắc rối hơn. Cuối cùng, Ân Tắc vẫn đồng ý. Người Đậu gia đến truyền tin, họ có thể đưa cỏ hoán phương cát cho họ, nhưng điều kiện là Tạ Uẩn phải tự mình đến lấy. Ân Tắc rất tức giận, nhưng bây giờ tình trạng bệnh của anh đã không thể kéo dài thêm được nữa, Tạ Uẩn vẫn đi cùng đến Đậu gia. Sau khi Ân Tắc tỉnh dậy và biết Tạ Uẩn đã đến Đậu gia, anh rất xúc động, lúc này một người mặc đen đã cố gắng tấn công Ân Tắc. Nhưng may mắn là Ân Tắc đã có sự chuẩn bị từ trước, để Kỳ Nghiên giả làm mình, kẻ tấn công khi thấy bị bắt đã tự tử bằng cách uống thuốc độc. Tạ Uẩn đã gặp chủ nhân của Đậu gia, lần này cô đến là để lấy cỏ hoán phương cát, nhưng Đậu Phi Dương sẽ không dễ dàng đưa thuốc cho cô. Cô còn nói rằng mình bị đuổi đến đây vì âm mưu ám sát Ân Tắc, trước đây Đậu gia không bao giờ tham gia những cuộc đấu tranh này, lần này có lẽ là mục đích của riêng Đậu Phi Dương. Tạ Uẩn biết rằng chuyện này chắc chắn còn có thể thương lượng, đối phương chỉ muốn đưa ra điều kiện, Tạ Uẩn cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Đậu Phi Dương tiến lại gần Tạ Uẩn, nếu bất kỳ giá nào cũng có thể, Đậu Phi Dương chắc chắn là người háo sắc, vì vậy ông ta muốn Tạ Uẩn ở lại qua đêm với mình. Nhưng đúng vào lúc này, Đậu Phi Dương còn nói rằng Ân Tắc là một người đa tình, đã đuổi theo đến đây. Quả nhiên, dưới núi, Ân Tắc đã đến, Đậu Phi Dương chỉ yêu cầu Ân Tắc đi một mình. Tạ Uẩn muốn đổi lấy sự an toàn cho Ân Tắc bằng mọi thứ, Đậu Phi Dương thấy lúc này thật thú vị.
nếu mình làm được thì chính là kẻ phản diện. Ông ta cho Tạ Uẩn một cơ hội để hối hận, nhưng Tạ Uẩn lại nói rằng cô sẽ không hối hận. Lúc này, Ân Tắc đã kéo theo cơ thể bị thương đến, Đậu Phi Dương như đang xem một trò hề, sau đó ông ta cởi áo khoác của Tạ Uẩn. Hành động của Đậu Phi Dương có thể nói là đã khiêu khích Ân Tắc hơn nữa. Đậu Phi Dương tự tin mình sẽ thắng và cười một nụ cười kiên định với Ân Tắc. Ân Tắc cố gắng xông qua các lớp vây để vào. Nhưng Tạ Uẩn nói nếu muốn thấy xác của cô thì hãy vào, Tạ Uẩn chỉ muốn Ân Tắc sống. Ân Tắc cũng nói nếu Tạ Uẩn không ra thì mình sẽ chết trước mặt cô. Ân Tắc quay lại, đối diện với cổ mình, Tạ Uẩn đã nắm chặt lưỡi dao, không để cho dao chém xuống. Ân Tắc kéo Tạ Uẩn muốn rời đi, nhưng Tạ Uẩn lại buông tay Ân Tắc. Ân Tắc quỳ xuống đất cầu xin cô đi cùng mình về, Đậu Phi Dương vỗ tay đi ra. Ân Tắc vẫn muốn giết Đậu Phi Dương, Tạ Uẩn ôm Ân Tắc, còn nói từ khi bước vào đây chỉ có một mục tiêu, đó là để cả hai họ cùng sống. Tạ Uẩn nói với Ân Tắc, đây là lựa chọn của mình, sau đó cô theo Đậu Phi Dương vào phòng. Ân Tắc rất suy sụp và khóc lớn, anh không muốn Tạ Uẩn cứu mình bằng cách này, nhưng bây giờ cũng không thể ngăn cản Tạ Uẩn. Ân Tắc biết tất cả là lỗi của mình, cũng là quả báo của mình, Ân Tắc nôn ra máu và gục xuống đất. Đậu Phi Dương thật sự rất tò mò, không biết Tạ Uẩn thực sự muốn cứu hay giết mình. Tạ Uẩn muốn cứu Ân Tắc, nhưng có những sự nhục nhã không thể giải quyết chỉ bằng sự tha thứ. Đậu Phi Dương kéo Tạ Uẩn vào lòng, Tạ Uẩn giả vờ tuân theo nhưng lại đè Đậu Phi Dương xuống giường. Tạ Uẩn vừa chuẩn bị giúp Đậu Phi Dương cởi quần áo, nhưng Đậu Phi Dương lại lật người đè lên Tạ Uẩn, còn tự cởi bỏ quần áo của mình. Ân Tắc tỉnh dậy và phát hiện ra hai tay mình bị trói, bên cạnh đầy thuốc, chắc chắn là do Đậu Phi Dương làm, Ân Tắc rất xúc động. Lúc này, Tạ Uẩn vào phòng, Ân Tắc thấy Tạ Uẩn thì tâm trạng mới dần bình tĩnh lại nhiều. Tạ Uẩn nhẹ nhàng bôi thuốc cho Ân Tắc đau đớn không chịu nổi, Tạ Uẩn cũng rất xót xa và nói rằng không trói anh ấy thì sau này Ân Tắc sẽ càng thấy khó chịu hơn. Ân Tắc không muốn Tạ Uẩn giúp mình lấy thuốc theo cách này. Ân Tắc vùng vẫy để cởi dây thừng, chỉ muốn Tạ Uẩn ở bên cạnh mình, bất kể sao thì về sau cũng sẽ luôn ở bên Tạ Uẩn. Tạ Uẩn nói thực ra cô và Đậu Phi Dương không có chuyện gì xảy ra. Thực tế là khi Tạ Uẩn chuẩn bị quyến rũ Đậu Phi Dương đã vội vàng rời đi. Hóa ra Đậu Phi Dương và anh trai của Tạ Uẩn là bạn tốt, cả hai cố ý kết hợp diễn xuất chỉ để làm Ân Tắc tức giận. Bây giờ chỉ có họ mới tin rằng Tạ gia là trong sạch, nhưng Tạ Uẩn đến giờ vẫn chưa biết tung tích của anh trai mình. Đậu Phi Dương nói với Tạ Uẩn rằng thực sự có thể thấy Ân Tắc chân thành với cô, nhưng cuối cùng ai là người vu cáo Tạ gia, Tạ Uẩn phải tự mình đánh giá. Sau khi nghe Tạ Uẩn nói những điều này, Ân Tắc đã hôn mạnh lên môi Tạ Uẩn không chống cự. Nhưng Đậu Phi Dương lại đứng giấu ở cạnh cửa sổ nhìn hai người. Đúng lúc đó có hầu gái đến giao thuốc, Đậu Phi Dương vội vàng bảo hầu gái rời đi trước. Nhưng thị vệ không hiểu chuyện của Ân Tắc lại đến, Tạ Uẩn và Ân Tắc vội vàng tách ra. Thực ra Đậu Phi Dương không cố ý làm khó Ân Tắc, có vẻ như Ân Tắc cần gặp gỡ Đậu Phi Dương. Sau khi thay đồ, Ân Tắc đã đi gặp ông ta. Đậu Phi Dương bảo anh ta nói nhanh điều gì đó rồi rời đi khỏi đây. Ân Tắc nói mình đến là để cảm ơn Đậu Phi Dương đã tặng thuốc, Đậu Phi Dương nói là nhìn mặt Tạ Uẩn mới làm vậy. Ân Tắc nói với Đậu Phi Dương, trước khi tình hình chung được quyết định, Đậu gia cũng không nên hành động bốc đồng, dù sao bây giờ tình hình cũng không tốt lắm. Trước khi đi, Đậu Phi Dương tặng cho Tạ Uẩn một chiếc ngọc phỉ thúy và nói đó là quà cưới của cô, sớm muộn gì Tạ Uẩn cũng sẽ kết hôn với Ân Tắc. Khi Ân Tắc vào, Đậu Phi Dương cố tình tỏ vẻ rất khinh thường, sau đó nhìn hai người tình tứ, Đậu Phi Dương đã đuổi cả hai đi. Rất nhanh, bà Thái Phu Nhân biết được Đậu gia thực sự đã cứu Ân Tắc, Tạ Uẩn phải lên giường với Đậu Phi Dương mới cứu được mạng Ân Tắc. Vì vậy, họ vẫn cần theo dõi từng động tác của Ân Tắc và Tạ Uẩn. Kỳ Nhiên cũng nói với Ân Tắc đã trở về rằng kẻ ám sát ban đầu đã bị bắt sống, nhưng do là tử sĩ nên đã tự tử bằng độc. Ân Tắc cho biết để phòng ngừa, anh đã thuyết phục được Đậu gia, vào thời điểm quan trọng Đậu gia sẽ đưa quân giúp đỡ họ, Đậu Phi Dương cũng không phải là người nói suông. Điều quan trọng tiếp theo của Ân Tắc là đón Tạ Uẩn về nhà, để Tạ Uẩn trở thành phu nhân của mình thực sự. Ân Tắc vẫn đang nghĩ về Tạ Uẩn trong phòng của mình, nhưng Tạ Uẩn lại không đến, khiến anh cảm thấy hụt hẫng. Đã vài ngày Ân Tắc không gặp Tạ Uẩn và không hiểu tại sao Tạ Uẩn không tìm đến mình. Đêm đó, Ân Tắc không thể ngủ được, đột nhiên mở mắt thì thấy Tạ Uẩn đang ở bên cạnh với hành lý rất vui vẻ, nhưng quay đầu lại thì Tạ Uẩn lại không còn ở đó nữa. Vì Tạ Uẩn không đến tìm mình, Ân Tắc quyết định sẽ chủ động tìm Tạ Uẩn. Lúc này, Tạ Uẩn đang mơ thấy chính mình là người phải rời đi, Ân Tắc cũng nói rằng mọi chuyện trước đây đều không phải ý định của mình. Trong đầu Tạ Uẩn toàn là những cuộc gặp gỡ với Ân Tắc, Tạ Uẩn đột nhiên tỉnh giấc, cô cũng đang suy nghĩ không biết đây có phải là điều cô muốn. Lúc này, Ân Tắc đã đến và trực tiếp lên giường, tựa vào bên cạnh Tạ Uẩn, anh nhẹ nhàng trườn vào chăn của Tạ Uẩn và hôn lên đầu cô. Ân Tắc nắm tay Tạ Uẩn và cả hai cùng ngủ như vậy. Trước khi người hầu dọn dẹp vào sáng hôm sau, Ân Tắc chuẩn bị quay trở về phòng, nhưng quản gia đã đợi ở cửa. Ân Tắc đành phải leo qua cửa sổ để vào, kết quả là đôi giày rơi ra ngoài, anh nhẹ nhàng nhặt chúng lên. Nhưng tất cả đã bị người hầu nhìn thấy.
Quản gia nói với mọi người rằng họ phải giả vờ như không biết gì cả. Sau khi Ân Tắc khỏe lại, anh đi tế lễ cha mình. Bà Thái phu nhân hỏi anh có việc gì cần nhờ và không. Bà nói rằng Tạ Uẩn là con gái của kẻ phản quốc, nếu trở thành phu nhân của chủ thành có thể sẽ không được mọi người chấp nhận. Nhưng Ân Tắc đã quyết định, bà Thái phu nhân chỉ có thể nhận Tạ Uẩn làm con nuôi với danh nghĩa người cứu mạng. Như vậy việc cô ấy kết hôn với Ân Tắc sẽ dễ giải thích hơn. Ân Tắc rời đi trong niềm vui, bà Thái phu nhân nói với con trai rằng hãy chờ thêm một chút, sắp sửa có được tất cả những gì thuộc về họ. Khi Ân Tắc đang xử lý công văn, Tạ Uẩn sẽ ở bên cạnh giúp anh nghiền mực. Ân Tắc đã sớm soạn xong bản tấu chương công bố Tạ Uẩn là phu nhân của chủ thành. Ân Tắc cũng đã thông báo việc này cho tất cả mọi người trong thành, nhưng người dân đều không đồng ý, họ còn cảm thấy Tạ Uẩn là con gái của kẻ phản bội. Một người đàn ông râu tóc rối bời đi ngang qua, nghe thấy và cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Tạ Uẩn cùng nha hoàn đi mua sắm trên phố, còn nói rằng sau này sẽ đến dự đám cưới của nha hoàn. Ngay sau khi nha hoàn vừa rời đi thì bị một kẻ ăn xin râu tóc rối bời dẫn đi. Nha hoàn của Tạ Uẩn nhìn thấy người đàn ông râu tóc rối bời này và phát hiện ra đó là anh trai của Tạ Uẩn. Anh trai bảo cô ấy đưa đồ đến cho Tạ Uẩn. Khi Tạ Uẩn trở về thì thấy rằng anh trai mình thực sự vẫn còn sống. Anh trai còn hẹn cô gặp mặt vào buổi tối, Tạ Uẩn rất hào hứng. Lúc này, Ân Tắc vẫn đang xem xét tài liệu. Khi biết Tạ Uẩn đã trở về thì anh không ra ngoài, Ân Tắc định đi tìm Tạ Uẩn. Nha hoàn trong phòng đi đi lại lại vì sốt ruột, khi Ân Tắc vào thì phát hiện Tạ Uẩn không có ở đó. Nhưng nha hoàn lại nói Tạ Uẩn đang tắm, Ân Tắc biết đó là cái cớ, nhưng vẫn muốn xem Tạ Uẩn đang làm gì. Tuy nhiên, vào lúc này, Kỳ Nhiên đến với một việc gấp cần tìm Ân Tắc, Ân Tắc không còn cách nào khác phải rời đi trước. Hiện tại lễ phong tước vẫn còn chưa đến 5 ngày, Tạ Uẩn vẫn chưa biết điều này, Kỳ Nhiên cảm thấy cần phải thông báo sớm cho Tạ Uẩn. Ân Tắc lo lắng nếu Tạ Uẩn lấy lại ký ức, liệu cô có thể chấp nhận hậu quả này không? Ân Tắc không muốn Tạ Uẩn đau khổ, muốn giấu cô càng lâu càng tốt. Cuối cùng, Tạ Uẩn đã gặp lại người anh trai mà cô nhớ nhung suốt ngày đêm, nhìn thấy anh trai trong tình trạng đáng thương như vậy khiến cô rất xót xa. Anh trai hỏi Tạ Uẩn tại sao lại muốn cưới Ân Tắc, khi thực tế Ân Tắc chính là kẻ thù của họ. Ban đầu, Tạ gia được yêu cầu tiếp cận Ân Tắc để điều tra bằng chứng về việc anh ta âm mưu phản loạn, nhưng lão thành chủ qua đời trước, anh trai của Tạ Uẩn cũng bị bắt. Tạ Uẩn bỗng nhiên hiểu ra, hóa ra cha cô không phải tự sát, Ân Tắc đã cấu kết với nhà Tiêu để hãm hại Tạ gia, có thể nói rằng những gì Tạ gia phải chịu đựng hôm nay là do Ân Tắc. Trong những khoảnh khắc kinh hoàng đó, khi họ bị dẫn đến hiện trường hành quyết một cách tàn nhẫn, họ gặp phải một cuộc tấn công bất ngờ. Đối mặt với khủng hoảng bất ngờ này, Tạ Uẩn không chút do dự đã dẫn mẹ mình chạy trốn. Mặc dù lòng đầy sợ hãi và bất an, nhưng họ vẫn cắn răng, nỗ lực tiến về phía trước. Tuy nhiên, khi Tạ Uẩn tỉnh dậy từ trạng thái hôn mê, cảnh tượng trước mắt khiến tim anh như thắt lại. Những người thân xung quanh anh đã không may mắn tử nạn. Chỉ có Ân Tắc đứng một mình tại hiện trường ngột ngạt kia với đoạn video quan trọng, trở thành nhân chứng duy nhất của bi kịch này. Tạ Uẩn tự nhiên cảm thấy Ân Tắc đã hãm hại mọi người. Khi anh trai trở về, mọi người đều đã chết, chỉ có Tạ Uẩn được đưa trở về. Suốt 3 năm này, điệp viên của Ân Tắc luôn điều tra tung tích của anh trai Tạ Uẩn, anh chỉ có thể trốn chạy khắp nơi. Nhưng lần này cũng vừa lúc thấy Tạ Uẩn đến nơi chôn cất cha mẹ, anh trai bảo cô đừng quá tin tưởng, Ân Tắc thực sự chỉ đang lợi dụng cô. Anh trai bảo Tạ Uẩn nhất định phải tìm ra sự thật. Tạ Uẩn nói rằng cô đã biết từ miệng cha Tiêu rằng lão thành chủ và cha cô đã ký một bản hợp đồng, và bản hợp đồng này có thể chứng minh sự trong sạch của Tạ gia. Anh trai nhắc Tạ Uẩn phải cẩn thận, hiện tại bản hợp đồng được cất giữ trong thư viện, chỉ khi trở thành phu nhân của chủ thành mới có cơ hội vào thư viện và lấy được hợp đồng. Tạ Uẩn và Ân Tắc cùng tắm chung, Ân Tắc đến bây giờ vẫn đang lừa dối Tạ Uẩn, nói rằng anh trai cô bị tuyết lớn nên tạm thời không thể đến, có thể phải đợi đến ngày cưới mới đến được. Hai người hôn nhau trong bể tắm, Ân Tắc đã trao hết mình cho Tạ Uẩn, nhưng trong lòng Tạ Uẩn vẫn còn những bí mật khác. Sáng hôm sau, một nữ hầu mang thức ăn đến cho Tiêu Bảo Bảo, nhưng kể từ khi Tiêu Bảo Bảo không còn là phu nhân của chủ thành, đối xử với cô ấy cũng dần giảm sút, thêm vào đó nữ hầu nói chuyện cố tình khiến cô ấy tức giận, hóa ra kẻ hề lại chính là mình. Tiêu Bảo Bảo còn bị nhốt trong phòng, nghĩ rằng mình có thể phải ở đây cho đến tận cùng, không ngờ Vương Tích Nô lại đến. Vương Tích Nô còn nói rằng Tạ Uẩn cũng là kẻ thù của mình, ngoài mình ra bây giờ không ai sẽ giúp Tiêu Bảo Bảo. Tiêu Bảo Bảo vội vàng nói rằng từ rất lâu trước đây Tạ Uẩn đã thấy Ân Tắc bắt chước viết thư giống như người nhà của Tạ Uẩn. Cô ấy đã hoàn toàn thất vọng về Ân Tắc, dù lúc đó còn đang nghĩ đến việc rời khỏi đây, chỉ là không hiểu tại sao lại trở lại. Anh ta từng bước một hãm hại nhà Tiêu, Tiêu Bảo Bảo đã kể lại tất cả những gì mình biết cho Vương Tích Nô, thậm chí cả chuyện Tạ Uẩn đến nhà của mình. Vương Tích Nô đi ra sau lưng Tiêu Bảo Bảo và dùng một sợi dây lụa đỏ siết cổ cô ấy đến chết. Tối đó, quản gia nói với Ân Tắc rằng Tiêu Bảo Bảo đã tự tử, nhưng điều này không giống với phong cách của Tiêu Bảo Bảo chút nào. Nếu nhà Tiêu biết được chuyện này, chắc chắn sẽ gây ra không ít rắc rối.
Vương Tích Nô đã trung thực kể lại sự việc cho bà chủ, nếu như Tạ Uẩn giả vờ thất vọng, mọi chuyện cũng có thể giải thích được, thậm chí việc đánh bại nhà Tiêu cũng là cố ý. Miễn là sau khi có được niềm tin của Ân Tắc, chắc chắn anh ta sẽ để cô ấy trở thành phu nhân của chủ thành, có vẻ họ đã xem thường Tạ Uẩn. Những gì Tạ Uẩn muốn chắc chắn liên quan đến Tạ gia, Vương Tích Nô đoán chắc là muốn minh oan cho Tạ gia, bà chủ nghĩ đến ngay là Tàng Kinh Các. Trong Tàng Kinh Các chắc chắn có bằng chứng mà Tạ Uẩn muốn tìm. Với tình hình như vậy, cơ hội chiến thắng của họ lại càng tăng thêm một tầng, chỉ cần nắm giữ tốt những điều này, mạng sống của Ân Tắc lại nằm trong tay họ. Ân Tắc đã cố tình làm một cái xích đu cho Tạ Uẩn, chỉ mong Tạ Uẩn có thể vui vẻ trải qua mỗi ngày ở đây. Kỳ Nhiên đã lấy ra ly rượu, ba người cũng coi như đã tế lễ cho Tiêu Bảo Bảo. Cha Tiêu vẫn mong được gặp con gái một lần, nhưng Tạ Uẩn chỉ gửi lại trang sức của Tiêu Bảo Bảo. Cha Tiêu bị suy sụp tinh thần vì cho rằng chính họ đã giết chết con gái mình. Cha Tiêu còn nói rằng mình thật sự đã cử người ám sát Tạ gia trên đường lưu đày, nhưng tất cả đều bị Ân Tắc chặn đứng trước một bước. Tạ Uẩn không dám tin vào tai mình, cũng không dám tin rằng Ân Tắc lại có thể ám sát nhiều người trong gia đình mình như vậy. Ban đầu, tối hôm đó Ân Tắc vẫn đợi Tạ Uẩn đến tìm mình, nhưng đã chờ rất lâu mà không thấy bóng dáng của Tạ Uẩn, lúc tưởng rằng Tạ Uẩn sẽ không đến. Tạ Uẩn đã cầm rượu và ly rượu đến cùng nhau, Ân Tắc không ngờ Tạ Uẩn sẽ vội vàng uống rượu lan lăng và nhớ lại lần đầu tiên hai người cùng nhau say rượu. Lúc đó Ân Tắc chưa phải là thành chủ, Ân Tắc còn nhắc đến lời hứa của mình là vào ngày cưới sẽ mời mọi người uống rượu lan lăng. Hai người cũng đã uống khá nhiều rượu vào buổi tối và sớm thì Tạ Uẩn đã ngủ, Ân Tắc ôm Tạ Uẩn, trong khi Tạ Uẩn lơ mơ vẫn nói muốn uống trà gừng do chính Ân Tắc pha chế. Ân Tắc hôn lên trán Tạ Uẩn, cố gắng kìm nén tình trạng mơ màng của mình để chuẩn bị đi pha trà cho Tạ Uẩn. Tạ Uẩn nhớ lại rằng trước kia Ân Tắc thường để chìa khóa dưới ngăn kéo của bàn, vì vậy trong lúc Ân Tắc đi pha trà, cô đã lén lút cho chìa khóa vào túi của mình. Khi Ân Tắc trở lại và thấy Tạ Uẩn đã ngủ, anh nhẹ nhàng giữ cô vào vai mình và bế cô trở lại phòng. Nhìn Tạ Uẩn ngủ, Ân Tắc cũng rời đi trước, Tạ Uẩn đợi anh rời đi rồi mới mở mắt. Ngày đó, mọi thứ cho hôn sự của hai người đã sẵn sàng, nhưng cuối cùng họ vẫn không thể ở bên nhau. Lão phu nhân đã thắp một nén nhang cho con trai và chồng mình, hôm nay là ngày Tạ Uẩn trở thành phu nhân của thành chủ, cô cũng có thể đến thư viện tìm kiếm bí mật mình muốn. Nha hoàn sớm đã giúp Tạ Uẩn chuẩn bị trang điểm, dù đây là lần thứ hai Tạ Uẩn kết hôn, nhưng cảm giác này hoàn toàn khác biệt, nha hoàn còn nói sẽ luôn ở bên cạnh Tạ Uẩn. Tạ Uẩn nhìn vào gương, thở dài một hơi rồi cười, mình cuối cùng cũng sắp kết hôn với người yêu thương Ân Tắc, nhưng lần này cô cũng có mục đích của mình. Tạ Uẩn từ từ rút ra chiếc dao găm sắc bén từ chiếc hộp gỗ tinh xảo, ánh mắt cô kiên định và quyết đoán, rõ ràng đã sẵn sàng đối mặt với cái chết. Nếu đây thực sự là hành động tàn nhẫn của Ân Tắc đối với cha mẹ cô, thì cô sẽ không chùn bước để tìm công lý cho họ, dùng chiếc dao găm này kết liễu cuộc đời kẻ thù. Có lẽ, đây chính là số phận không thể trốn tránh giữa cô và Ân Tắc, một mối thâm thù định sẵn phải kết thúc bằng máu và nước mắt. Ân Tắc nhìn Tạ Uẩn đã thay đổi quần áo và bước ra ngoài, Tạ Uẩn và Ân Tắc nhìn nhau, Ân Tắc nắm tay Tạ Uẩn và cuối cùng hai người có thể chính thức ở bên nhau. Ánh mắt Ân Tắc không rời khỏi Tạ Uẩn, anh dắt tay cô từng bước đi về phía thư viện, mục đích của Tạ Uẩn cũng là đến thư viện, anh trai Tạ Uẩn cũng đang nhìn chị gái mình kết hôn. Tạ Uẩn và Ân Tắc đã đến lầu thành, cả hai cùng cúi chào người dân làng Bạch Ngọc, sau đó làm lễ bái đường. Lão phu nhân nhìn Ân Tắc và Tạ Uẩn, rồi dẫn theo nha hoàn rời đi trước. Trong lòng Tạ Uẩn, cô nghĩ rằng giờ phút chứng minh sự trong sạch của Tạ gia sắp đến. Lúc này, một nhóm lính đã mai phục từ trước bắn những mũi tên mang đuốc về phía lầu thành. Ân Tắc mơ hồ tỉnh dậy và tìm kiếm Tạ Uẩn xung quanh, Kỳ Nhiên cũng đang bảo vệ Ân Tắc. Kỳ Nhiên nói với Ân Tắc rằng Ân Tề đã nổi loạn, bảo anh nhanh chóng rời đi. Ân Tắc vẫn đang tìm cách tìm Tạ Uẩn, khi biết Tạ Uẩn ở thư viện anh vội vàng đến đó, Tạ Uẩn đã có được bức thư chứng minh cho Tạ gia. Tạ Uẩn cầm dao găm đối diện với Ân Tắc. Ân Tắc bỗng nhiên hiểu ra rằng Tạ Uẩn chưa bao giờ mất trí, tất cả chỉ là cô giả vờ. Tạ Uẩn rất xúc động, Tạ gia đã bảo vệ Ân Tắc lên làm thành chủ, nhưng kết quả là Ân Tắc lại giết người diệt khẩu Tạ gia. Ân Tắc muốn giải thích với Tạ Uẩn, nhưng lúc này đối phương đã bắn mũi tên vào và rất nhanh thư viện đã bị lửa lớn bao vây. Ân Tắc muốn dẫn Tạ Uẩn rời đi, nhưng Tạ Uẩn cảm thấy chỉ cần Ân Tắc còn sống đã làm cô cảm thấy ghê tởm. Ân Tắc cười một cái, thừa nhận mình đáng chết. Sau đó Ân Tắc lấy dao găm trong tay Tạ Uẩn đâm vào người mình. Tạ Uẩn không ngờ Ân Tắc lại quyết định làm như vậy. Đúng lúc đó một cây đòn gánh đột nhiên rơi xuống, làm Tạ Uẩn và Ân Tắc bị tách ra. Cửa lớn đã bị nha hoàn của lão phu nhân khóa lại và người quản gia đã phải rất vất vả mới mở được. Lão phu nhân rất hài lòng với việc con trai làm lần này và bây giờ toàn thành đã ra lệnh bắt Ân Tắc. Để thể hiện sự quan tâm của thành chủ mới đối với người dân, họ còn đặc biệt gửi thức ăn và quần áo cho họ. Mọi người bây giờ càng ngày càng có cái nhìn tốt hơn về Ân Tề. Người quản gia hiện nay cũng không thể xuất hiện tự do vì sợ bị nhận ra. Bỗng nhiên, người quản gia thấy một người ăn xin cầm trên tay chiếc vòng đồng tâm, thật ra là chiếc vòng mà Tạ Uẩn đã tặng cho Ân Tắc ngày xưa. Người quản gia muốn giật lại,
nhưng kết quả lại bị đánh đập dữ dội, người quản gia nhổ ra máu tươi, nhưng để tránh bị nhận ra, vẫn phải đội mũ rơm và vội vàng rời đi. Trong thời gian này, Ân Tắc không ăn không uống, mắt cũng đã mù. Ân Tắc nghĩ rằng Tạ Uẩn chắc chắn đã chết, nên cả người giàu dĩ, người quản gia cũ để cứu Ân Tắc thoát ra càng sớm càng tốt. Và do lửa cháy dữ dội, ông không kịp cứu Tạ Uẩn, Ân Tắc chỉ có thể nhìn chằm chằm vào biển lửa bao quanh Tạ Uẩn. Người quản gia đã đưa chiếc vòng đồng tâm đã giật được cho Ân Tắc, mặc dù Ân Tắc không thể nhìn thấy, nhưng anh rất trân trọng nó, vì đó là món đồ Tạ Uẩn tặng cho mình. Ân Tắc đặt nó lên má mình, người quản gia khuyên Ân Tắc hãy lấy lại tinh thần, Tạ Uẩn chắc chắn cũng muốn nhìn thấy Ân Tắc sống tốt. Ân Tắc đau khổ vô cùng, nghĩ về mọi phút giây bên Tạ Uẩn. Sau khi Tạ Uẩn trao chiếc vòng đồng tâm cho Ân Tắc rất vui, cảm giác đó như vẫn còn ngay trước mắt. Bây giờ chỉ có chiếc vòng đồng tâm này mới có thể giúp Ân Tắc tiếp tục sống sót. Người quản gia đưa cho Ân Tắc chiếc bánh bao anh yêu cầu, Ân Tắc ăn ngấu nghiến, anh biết mình phải sống để có thể gặp lại Tạ Uẩn. Đậu Phi Dương nhận được thư từ thành chủ, hiện nay quân Đậu gia và quân nổi loạn của Ân Tề đang bế tắc và hiện giờ lại mất tích, nếu nhà Đậu cứ tiếp tục như vậy có thể không tự bảo toàn được. Đậu Phi Dương nói với cấp dưới, bất kể gặp phải chuyện gì cũng phải thông báo. Kỳ Nghiên đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của Ân Tắc, nhưng hiện tại vẫn chưa có tin tức gì. Nếu Ân Tề bắt được Ân Tắc chắc chắn sẽ lập tức hành quyết, vì vậy họ phải tìm thấy Ân Tắc trước Ân Tề. Thực ra Tạ Uẩn cũng đã được cứu, nhưng cô ấy lúc nào cũng u sầu, Tạ Uẩn được anh trai cứu thoát. Tạ Uẩn rất lo lắng cho Ân Tắc. Anh trai cô đã biết người thực sự giết chết cha mình ngày xưa là thuộc hạ của Ân Tề. Vì vậy kẻ chủ mưu cuối cùng chính là Ân Tề và mẹ của hắn, thậm chí cả Vương Tích Nô cũng là người của họ. Lão phu nhân đã lên kế hoạch cho tất cả mọi chuyện, chỉ để tranh thủ cơ hội giết Ân Tắc và giành lấy toàn bộ quyền lực. Tạ Uẩn nghĩ rằng mình đã giết chết Ân Tắc bằng tay mình, Ân Tắc chính là vì bảo vệ cô mới quay lưng lại với Tiêu gia, cũng để cho lão phu nhân lợi dụng thời cơ. Biết được mọi chuyện, Tạ Uẩn cảm thấy rất xúc động là mình đã khiến Ân Tắc mất tất cả, vì vậy dù thế nào cũng phải tìm được Ân Tắc để chuộc lỗi. Anh trai cũng biết mình không thể ngăn cản em gái, bây giờ chỉ có thể ủng hộ Tạ Uẩn. Tạ Uẩn đã đưa ngọc bội cho anh trai và nhờ anh tìm Đậu Phi Dương, Đậu Phi Dương thấy ngọc bội tự nhiên sẽ hiểu được tất cả. Ân Tắc tỉnh dậy sau khi nghe thấy giọng người quản gia có điều không ổn còn đoán rằng ông ấy có lẽ không khỏe. Người quản gia cố chịu đựng sự đau khổ và nói rằng sẽ ra ngoài tìm thức ăn, vì Ân Tắc không thể nhìn thấy nên không biết người quản gia bị thương. Sau khi người quản gia ra ngoài đã tránh mặt quân lính đi, vô tình nghe được lính đang tìm Ân Tắc để thu hút sự chú ý của lính. Người quản gia cố ý chửi bới Ân Tề, lính đã bị thu hút tới và người quản gia nhanh chóng bị bao vây, ông đã rút dao găm ra và kết liễu cuộc đời mình. Ân Tắc đợi người quản gia rất muộn mà vẫn không thấy ông trở lại, bắt đầu cảm thấy bất an. Hóa ra vị thành chủ cũ đã bị lão phu nhân dùng độc dược từ từ hạ độc chết. Bà đã sớm chuẩn bị mọi thứ chỉ để có thể khiến Ân Tề lên làm thành chủ. Dù Ân Tề không phải là con ruột của lão phu nhân, nhưng bây giờ bà cũng coi ông như con trai mình. Trong lòng lão phu nhân vẫn còn lo lắng, chỉ cần một ngày chưa tìm được Ân Tắc, họ một ngày sẽ không an toàn. Sau khi biết tin người quản gia tử vong trên phố, Ân Tắc rất tức giận và bây giờ anh ấy cũng không còn khả năng tự chăm sóc bản thân. Vì mắt không thấy, Ân Tắc đã lâu không ăn được, chỉ có thể ra đường tìm đồ ăn. Kết quả là người khác đã va chạm làm Ân Tắc ngã xuống. Anh ta vô tình chạm vào quán bánh bao bên cạnh và vội vàng nhặt bánh bao trên đất lên ăn. Tạ Uẩn đứng từ xa nhìn cảnh Ân Tắc cô độc và cảm thấy rất buồn trong lòng. Ân Tắc không quan tâm đến việc mình bị đánh, điều quan trọng bây giờ là phải no bụng. Tạ Uẩn thấy có quân lính đến, liền vội vàng đưa tiền cho chủ quán, sau đó giúp Ân Tắc nhặt gậy và từng bước đỡ anh trở về. Suốt quá trình Tạ Uẩn không nói một lời, cũng không muốn để Ân Tắc biết mình đang giúp đỡ. Tạ Uẩn đưa anh về nhà, Tạ Uẩn không tiện nói về danh tính của mình, nên chỉ có thể giả vờ làm người câm. Tạ Uẩn thông qua việc viết chữ trên tay Ân Tắc để báo cho anh biết rằng đây giờ đây là nhà của anh. Nhưng Ân Tắc không muốn làm phiền Tạ Uẩn nên chuẩn bị rời đi, Tạ Uẩn nhìn Ân Tắc như vậy rất là đau lòng. Vết thương của Ân Tắc đã bị bung ra, Tạ Uẩn lại giúp anh băng bó vết thương. Ân Tắc nói Tạ Uẩn trông rất giống người quen của anh, Tạ Uẩn luôn muốn bảo vệ mình. Tạ Uẩn cố ý hỏi Ân Tắc người trong miệng anh là ai, Tạ Uẩn lại nói đó là phu nhân của mình, người mà mình yêu thương nhất, nói xong Ân Tắc đã ngất đi. Tạ Uẩn rất đau lòng, bây giờ Tạ Uẩn chỉ có thể nói lời xin lỗi, Ân Tắc đã tốt với mình như vậy, nhưng mình lại làm tổn thương anh nhiều nhất. Tạ Uẩn luôn ở bên cạnh Ân Tắc, khi Ân Tắc tỉnh dậy và nhận ra có người bên cạnh, Ân Tắc nhẹ nhàng dùng tay sờ Tạ Uẩn, nhưng không may lại bị đè xuống, Ân Tắc không dám ho mạnh, sợ sẽ làm thức Tạ Uẩn. Thực ra Ân Tắc đã cảm nhận được người trước mắt này là Tạ Uẩn, nhưng cũng không dám nói ra, chỉ có thể kìm nén nước mắt không để chúng rơi xuống. Ân Tắc nói với Tạ Uẩn, khi mình khỏe lại sẽ rời đi, mình đã không chăm sóc tốt cô ấy, đã làm mất cô ấy. Nghe xong điều này, Tạ Uẩn cảm thấy rất đau lòng. Tạ Uẩn cố ý hỏi xem giữa họ đã xảy ra chuyện gì, Ân Tắc nói rằng cô ấy không hề làm tổn thương mình đã hiểu lầm cô ấy.
Tạ Uẩn kìm nước mắt không để chúng rơi. Ân Tắc chưa bao giờ ghét Tạ Uẩn và tất cả đều là lỗi của chính mình, anh chỉ muốn bù đắp cho cô ấy. Sau khi nghe những lời đó, Tạ Uẩn vội vàng rời đi. Ân Tắc đứng yên tại chỗ, lòng đầy hoang mang, anh không hiểu tại sao Tạ Uẩn biết được sự thật lại chọn cách trốn tránh thay vì đối mặt một cách dũng cảm. Thực tế, trái tim Tạ Uẩn như sợi dây căng thẳng, không thể chịu đựng thêm áp lực nào nữa. Cô chọn cách bỏ trốn vì nhận ra tình yêu của Ân Tắc dành cho mình thật sâu đậm, trong khi cô vô tình đã làm tổn thương anh. Lúc này, thế giới nội tâm của Tạ Uẩn hỗn loạn và đau khổ, cô không biết phải đối mặt với Ân Tắc, người luôn yêu thương mình, như thế nào. Tương tự, Ân Tắc cũng chìm trong sự đau khổ sâu sắc, cả hai trái tim của họ đều bị những cảm xúc phức tạp này làm đau đớn, cả hai đều cảm thấy đau khổ không thể chịu đựng. Tuy nhiên, họ đều không biết phải giải quyết vấn đề khó khăn này như thế nào, chỉ có thể để nỗi đau này lan rộng trong lòng. Tạ Uẩn cầm thuốc trở về, vừa lúc thấy có lính xuất hiện gần nhà, Tạ Uẩn vô cùng sợ hãi, vội vàng vào nhà từ cửa sau. Cô vội vàng nói với Ân Tắc đi theo mình, hai người ẩn nấp sau một bức bình phong bên cạnh. Thấy lính sắp tìm thấy họ, nhưng may mắn là họ không bị phát hiện. Nhìn thấy lính rời đi, Tạ Uẩn vội vàng đi kiểm tra xem lính đã đi chưa. Ân Tắc liền lao tới ôm chầm lấy Tạ Uẩn, nếu không muốn nhận mình, tại sao lại phơi bày danh tính để cứu mình. Ân Tắc rất đau lòng vì Tạ Uẩn, Tạ Uẩn nói cô không biết phải đối mặt với Ân Tắc như thế nào. Ân Tắc nói tất cả là lỗi của mình, anh cũng không nên lừa dối Tạ Uẩn, để cô hiểu lầm như vậy. Ân Tắc biết mình đã làm nhiều điều sai, cũng không chọn tin tưởng Tạ Uẩn, nhưng với gia đình Tạ anh chưa bao giờ nghi ngờ. Giờ đây hai người cũng coi như đã hóa giải hiểu lầm, dù cuộc sống hiện tại rất bình thường, nhưng ít nhất là rất hạnh phúc. Hai người cùng nhau phơi nắng, cùng nhau ăn cơm, cùng làm mọi việc, chỉ cần thế cũng đã rất mãn nguyện. Tạ Uẩn để cho Ân Tắc làm quen với mọi ngóc ngách trong nhà, dù Ân Tắc không thể nhìn thấy, nhưng cuộc sống hạnh phúc là đủ. Tạ Uẩn hàng ngày sẽ bịt mắt để xem xét xem trong nhà có những gì không phù hợp với Tạ Uẩn, cô sẽ giải quyết từng vấn đề một. Khi Ân Tắc nấu ăn, anh không may cắt vào tay, tay bỗng nhiên chảy máu, Tạ Uẩn vội vàng đến kiểm tra, bảo Ân Tắc nghỉ ngơi, còn mình sẽ đi nấu cơm. Tối hôm đó, Ân Tắc đã tặng cho Tạ Uẩn một túi thơm, dù không thể nhìn thấy nhưng anh sẽ dùng mùi hương để tìm đến Tạ Uẩn. Ân Tắc nói rằng anh không thể mất Tạ Uẩn lần nữa, Tạ Uẩn đã hôn Ân Tắc ôm Tạ Uẩn vào phòng, cả hai ngồi trên giường, bầu không khí ấm áp đã lan tỏa khắp phòng. Ân Tắc đã cởi áo ngoài của Tạ Uẩn và hai người hôn nhau. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Ân Tắc nhận ra Tạ Uẩn không ở bên cạnh mình, anh phát hiện mình đã có thể nhìn thấy. Ân Tắc vội vàng chạy đến bên Tạ Uẩn đang nấu ăn, Tạ Uẩn thấy Ân Tắc có thể nhìn thấy mà rất vui mừng, đã hôn Ân Tắc còn cảm thấy Tạ Uẩn gầy đi. Tạ Uẩn đi ra chợ mua thực phẩm, bỗng nhiên một lính thấy Tạ Uẩn và cảm thấy rất quen thuộc, vì vậy vội vàng đuổi theo. Lúc này, Vương Tích Nô vẫn đang có mối quan hệ mập mờ với Ân Tề và đúng lúc này có người đến báo đã bắt được Tạ Uẩn, Ân Tề đã thưởng cho lính một trận. Hóa ra 3 năm trước Tạ Uẩn đã gặp Ân Tề, những lời Ân Tề nói khiến Tạ Uẩn cảm thấy ghê tởm. Tạ Uẩn hoàn toàn không coi trọng việc đứng cùng Ân Tề, anh ta muốn dùng Tạ Uẩn để dẫn dụ Ân Tắc ra. Tạ Uẩn tuyên bố cô và Ân Tắc là kẻ thù, Ân Tắc tất nhiên không thể xuất hiện, nhưng Ân Tề vẫn không tin, vì thế anh ta dự định sử dụng Tạ Uẩn để bắt sống Ân Tắc. Bên này Ân Tắc nghe được tin Tạ Uẩn bị bắt, anh đứng ngồi không yên và phái thuộc hạ đi thăm dò tin tức. Đúng lúc tình thế nguy cấp, viện binh của Ân Tắc nguyện giúp anh giành lại những gì thuộc về mình. Rất nhanh, đại quân của Yên Tắc tấn công vào phủ Ân Tề, hắn ta phản ứng không kịp. Liền lấy Tạ Uẩn làm con tin, ép Ân Tắc bỏ kiếm xuống, nhìn người mình yêu bị kiếm kề vào cổ. Ân Tắc xót xa bỏ kiếm xuống vào thay cô ấy làm con tin, nhân lúc Ân Tắc lao vào phía Tạ Uẩn. Ân Kỳ lấy kiếm định giết Ân Tắc, rất may Tạ Uẩn kịp rút châm cài tóc của mình ra đưa cho Ân Tắc đích thân kết liễu Ân Kỳ, cuối cùng hai người ôm nhau ấm áp. Như vậy phim đến đây là kết thúc, hẹn gặp mọi người ở phim tiếp theo.